Trước những thảm họa tận thế không thể chống lại được, nếu có thể sống lại một lần nữa, bạn sẽ chuẩn bị những gì cho thảm họa biết trước đó? Bộ truyện bắt đầu với khung cảnh một thằng khứa áo xám đang cầm con dao dài hơn 20 cm đang đứng chết lặng ở đó. Người bên ngoài nhìn vào cũng là không ngừng xì xào bàn tán, đây là chuyện gì vậy? Những con bò này đều là gia sản của nhà họ Châu, thế mà lại bị giết hết rồi, phá sản cũng không phải như này chứ. Ông chú lớn tuổi đứng ngoài nhìn vào, anh bắt đầu suy ngẫm. Bình thường Châu lão nhị coi đống bò này là bảo bối, hôm nay bị thứ gì kích thích vậy? Mặc kệ người trong thôn nói như thế nào, chàng trai vẫn nhất quyết giơ dao lên cao để chuẩn bị giết bò. Người bên ngoài lúc này đã đổ xô đến xem là đang có chuyện gì xảy ra, cậu ta không phải là điên rồi chứ? Trong lòng anh đã thầm suy nghĩ. Không thể tốn thời gian thêm nữa, cuối cùng vẫn là chưa kịp làm gì đã bị một giọng nói cất lên ngăn cản. Bỏ đi Chu Trác, anh cứ coi như là hôm qua em nói đùa đi. Anh ấy nghe thấy giọng nói của cô gái thì quay người lại, cô ta coi như không có gì to tát thản nhiên châm điếu thuốc. Cho dù anh thật sự giết bò trong nhà, kiếm đủ 10 vạn tiền sính lễ em cũng không thể gả cho anh, đừng mơ mộng nữa. Đến những nơi như này cô ta lại mặc một chiếc áo trễ vai màu xám cùng chân váy ngắn màu xanh, nên chắc có lẽ cũng chẳng phải là gái ngoan như người xưa thường kể. Và câu nói tiếp theo của cô ta đã chứng minh điều này chính là sự thật. Lâm Thiếu đã hứa sẽ cưới em với tiền sính lễ 20 vạn, còn thêm một chiếc xe hơi. Gia cảnh của Lâm Thiếu anh cũng biết rồi đấy, mà anh không có bò thì còn có thể làm gì nữa, chết tâm đi Chu Trác. Nghe xong anh có chút không tin được, trầm mặc quay đầu. Người ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này có chút không tự chủ được mà bất bình thay. Ông chú kia nói, hóa ra là vì phụ nữ à? Châu lão nhị ngốc chết được, Lý Cầm người ta cũng nói như vậy rồi, đừng giết bò nữa không đáng đâu. Bà lão lớn tuổi tóc đã bạc phơ đứng ở bên cạnh hoảng hốt hét lên, đúng đó, mấy bữa nữa gì lại giới thiệu người khác cho cậu không phải là được rồi sao? Con gái chưa kết hôn trong thôn nhiều như vậy cơ mà. Chu Trác đương nhiên không nói gì đến những người bên ngoài mà mặt đằng đằng sát khí quay sang, nói xong chưa? Nói xong rồi thì cút, đừng làm phí thời gian của tôi. Ánh mắt đỏ bừng bừng đó trực tiếp khiến cô ta sợ hãi mấy phần, ấp úng đáp, anh là? Hừ, tốn công tôi đến khuyên anh. Sau đó tức giận ném điếu thuốc xuống đất, dẫm chân lên đạp mạnh rồi dứt khoát xoay người rời đi, đúng là chó cắn cùn không biết lòng người tốt. Chu Trác nhìn Lý Cầm quay đi mà mặt không chút thay đổi kiên định giết bò. Giọng nói đằng sau lúc này cất lên, lão nhị. Nghe đến hai từ này cậu có chút bất ngờ, xoay người lại nhìn thì ông đã nói, con làm gì thế này? Có chuyện gì thì nói, con giết bò làm gì? Người phụ nữ đứng ở bên cạnh cũng hốt hoảng tiếp lời khuyên bảo, đúng vậy Chu Trác, con đặt dao xuống trước đi. Chu Trác ngập ngừng gọi hai tiếng bố mẹ, đôi tay cứ như vậy mà buông lỏng, con dao rơi xuống đất, nghe thấy tiếng lạch cạch. Chu Trác cúi thấp mặt nói tốt rồi, sau đó toán thân run rẩy tiến về phía bọn họ, tốt quá rồi, tốt quá rồi, cuối cùng là ôm chặt hai người. Mọi người không sao là quá tốt rồi. Xem xong một màn này tất cả mọi người đều không hiểu gì hết, ông chú đầu chọc bên ngoài còn cười khẩy chế nhạo gia đình bọn họ. Xì, đang diễn phim gì à? Chu Trác không kiềm chế được cảm xúc nữa, cúi thấp đầu giọng run nói, bố, mẹ, hai người yên tâm, lần này con sẽ bảo vệ hai người thật tốt. Cuối cùng vẫn là hét lên thật lớn, còn có anh và em gái, con nhất định sẽ không để họ chịu bất kỳ tổn thương gì. Người mẹ nghe con trai mình nói xong cũng không hiểu gì, ấp úng hỏi lại cậu, Tiểu Trác à, con làm sao vậy? Châu lão nhị bên này nghe xong còn hốt hoảng hơn, không ngừng dùng khăn lau hết mồ hôi đang chảy trên mặt đi. Gì mà tổn hại với không tổn hại, con đang nói linh tinh gì thế? Cậu đứng ra xa vẫn là cúi thấp đầu như vậy mà nói, bố con không phát điên, mấy con bò này bắt buộc phải giết, bây giờ con không thể giải thích lý do, nhưng nếu hai người tin con thì đừng cản con. Hai ông bà bất chợt quay sang nhìn nhau, trong đầu không biết đã có bao nhiêu là suy nghĩ và sự thắc mắc hiện ra. Châu lão nhị thở dài tiến về phía trước, người mẹ vẫn không yên lòng về con trai, nhẹ nhàng gọi hai tiếng Chu Trác. Lúc này ông cúi người nhặt con dao từ dưới đất lên, bố không biết sao con lại phải giết bò, nhưng bố biết con là sinh viên đại học mà bố mẹ nuôi dưỡng thành tài, hiểu biết chắc chắn nhiều hơn chúng ta. Nghe được những lời nói này Chu Trác không khỏi xúc động gọi bố, sau đó ông một tay giơ cao con dao, một tay kẹp chặt cổ anh, hùng hổ nói lớn, đi, bố con mình cùng giết. Bà thím lớn tuổi đầu tóc bạc phơ nhìn thấy hết cảnh này không nhịn được mà phất phất tay gọi, Á Phương, mau khuyên lão Châu nhà cháu đi, con trai phát điên cũng không thể để bố phát điên theo được. Lời nói này trực tiếp làm bà cáu gắt, cho dù là ai cũng thể đụng đến chồng và con trai của bà. Gì mới điên ấy? Vừa mắng xong, Á Phương cũng là xắn tay áo lên chạy theo giúp họ, mẹ cũng đến giúp hai người. Đại gia đình ba người đi thẳng vào trong bắt đầu ra tay giết bò. Người ở trong thôn thấy bò bị giết như vậy đều vây đến xem, miệng còn không ngừng bàn tán. Hai, xong rồi, sao cả nhà lão Châu đều điên hết rồi? Người khác lại chen vào nói thêm, chả trách Châu lão nhị lại bị con gái nhà họ Lý đá. Điên như này rồi ai còn dám gả cho nó? Chu Trác ở bên trong chuồng bò cầm lấy điện thoại lên xem, lòng thầm nghĩ, không được, vẫn không đủ thời gian, chỉ còn lại chưa đến 4 tiếng, phải nhanh hơn mới được. Nghĩ là làm, anh trực tiếp quay ra ngoài nói lớn, ba người đến giúp tôi giết bò, 500 tệ một người. Vì lúc đầu có rất nhiều người đến hóng chuyện, nên nghe anh nói xong cũng có rất nhiều người dừng lại nhanh nhẹn nói, tôi khỏe, để tôi. Người khác liền chen lên phía trước, đừng nghe hắn nói, chân tay bé tí như vậy, để tôi. Được mời gọi nhiệt tình như vậy Chu Trác chỉ tay, vậy thì, anh cùng người bên trái. Hai người họ được chỉ xong thì ánh mắt sắc bé nhanh chóng va vào nhau. Chu Trác tiếp tục chỉ tay đến một người khác, nhận thấy có lẽ là mình, anh chàng hớn hở cười, đúng, còn có anh nữa, tất cả đến giúp tôi đi. Một lúc sau vừa giết xong hết tất cả số bò hiện có, anh liền bấm máy gọi điện cho ai đó, giám đốc trường phải không? Tôi là Tiểu Châu, Đúng lần này bán hết bò trong nhà chỉ nhận tiền mặt, là thật. Rất gấp, tôi có thể bán bằng một nửa giá thị trường. Ông chủ Trương lại giới thiệu vài người mua thịt khác cho tôi. Nếu bán hết được tôi sẽ giảm giá cho. Được, làm phiền ông rồi. Xe tải chở bò đã rời đi, một túi tiền lớn được đưa đến. Chu Trác cầm xấp tiền trên tay xem đến xem lui. Lúc này Á Phương và Châu lão nhị cũng từ phía sau đi đến, bà gọi: Tiểu Trác à, cứ như này chúng ta đã tổn thất mấy vạn rồi. Cậu không giải thích gì mà bỏ xấp tiền ngược vào túi. Bố mẹ không lâu nữa hai người sẽ biết sao con phải làm như này. Vừa đi cậu vừa nói, đến lúc ra tới xe thì cẩn thận dặn dò. Hai người về nhà trước đi. Trước khi con về nhà, cho dù bên ngoài xảy ra chuyện gì, tuyệt đối đừng mở cửa cũng đừng đi đâu cả. Cả hai ông bà đều lo lắng bất an trước những hành vi bất ngờ này của Chu Trác, nhưng Châu lão nhị vẫn quyết định tin cậu. Đi, Tiểu Trác làm việc lớn chưa để xảy ra sai sót bao giờ. Á Phương nhìn bóng dáng con trai đang cẩn thận cất tiền vào xe mà tiếp lời: Nếu đã tin nó, vậy thì việc chúng ta có thể làm cũng chỉ là ủng hộ con. Cậu ngồi vào xe rồi trước khi đi cũng không quên nhắc nhở hai người lại một lần nữa, nhất định phải nhớ kỹ lời con nói, đóng chặt tất cả các cửa trong nhà, cho dù ở ngoài xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không được ra ngoài. Sau đó chiếc xe bong bong trên đường được Chu Trác lái ra khỏi nhà. Cậu đi không được bao xa, nhìn vào con đường phía trước mà suy nghĩ. Bây giờ lương thực dự trữ trong kho đủ để cả nhà chống đỡ một tháng, tiền hàng đầu là vũ khí, thuốc men với cả thuốc súng. Sau đó nhìn lướt đồng hồ, chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa, 2 tiếng đồng hồ nữa tận thế sẽ đến. Lúc đầu chỉ là một số vật nuôi bị đột biến, bọn nó biến thành những con thú tàn bạo khát máu, tấn công bất cứ thứ gì chúng nhìn thấy. Không lâu sau đó con người bị chúng cắn cũng bắt đầu xuất hiện các triệu chứng tương tự, bọn họ mất đi lý trí, không còn cảm thấy đau đớn, chỉ cần thịt và máu tươi. Sau đó 1 tháng, số người bị truyền nhiễm chiếm hơn nửa dân số trên trái đất. Thế giới không còn bình yên, chỉ sau 1 năm, số người may mắn sống sót cũng không quá 1 triệu người. Kiếp trước đối mặt với thảm họa bất ngờ này, mình mờ mịt không biết làm thế nào. Bố, mẹ, anh, em gái, mình không bảo vệ được bất kỳ ai. Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng lúc đó, tâm trí Chu Trác như sụp đổ. Quay về hiện tại, anh suy nghĩ, tuy không biết lý do trùng sinh là gì, nhưng nếu đã được trùng sinh, mình nhất định không để bi kịch lặp lại. Sau đó Châu Trác lên thị trấn mua rất nhiều công cụ, một máy phát điện đủ dầu, loại dây điện siêu bền, đèn pin, dây ni lông và mấy cục pin, một số đồ phòng thân như cưa điện, búa, xẻng, các loại thuốc khẩn cấp ở hiệu thuốc như thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh và băng gạc, anh ta đều mua hết sạch. Cuối cùng cũng là thứ quan trọng nhất, chính là thuốc nổ. Trong tình hình tiếp theo, giai đoạn đầu chỉ có thuốc nổ mới chiếm được quyền chủ động. Chu Trác đi đến một nơi, chỗ này hiện đang đóng cửa, lượng thuốc nổ vừa đủ cũng có thể trở thành người thống trị. Vừa vào bên trong đã nhìn thấy một người đàn ông chắp tay ngồi trên ghế, bên cạnh là một người phụ nữ, chắc có lẽ là thư ký. Hả, vừa rồi bảo vệ ở tầng dưới nói có người đến bàn vụ làm ăn lớn, tôi còn tưởng là ai. Đây không phải bạn cũ của thư ký nhỏ nhà tôi sao? Cô gái đứng bên cạnh gương mặt hiện tại có chút khó coi. Anh đi đến đặt túi tiền lên bàn. Tôi quả thực là đến bàn chuyện làm ăn vô cùng khẩn cấp, trong túi có 10 vạn tiền mặt. Ông ta nét mặt có chút nhăn nhó nói: Khoan đã, 10 vạn sao? Rồi trực tiếp quay sang nhìn cô thư ký hỏi: Đây không phải là người trước kia sao? Ông nở ra một nụ cười đắc ý tiếp tục nói: Tôi hiểu rồi. Ha ha, ha 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 ha, cậu cũng si tình thật đấy Chu Trác. Lý Cầm nói muốn 10 vạn tiền sính lễ, cậu thế mà cũng kiếm đủ được sao? Lý Cầm bên này hốt hoảng nhìn vào ông ta giải thích: Lâm tổng không phải vậy, em với hắn ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Cô ta chưa nói xong, Chu Trác không muốn phí thời gian đã trực tiếp chen vào: 500 cân thuốc nổ, tôi dùng 10 vạn để mua 500 cân thuốc nổ. Ông ta nghe thấy lời đề nghị này cũng ngơ ra mất một lúc. Nghe tôi nói này, cậu sinh viên, cậu đang chơi tôi đấy à? Xưởng buôn chúng tôi làm ăn chân chính, không thể giao dịch bất hợp pháp được. Ông ta với gương mặt lạnh lùng nói xong thì Chu Trác cũng không ngần ngại tiếp lời đáp: Các người có phạm pháp hay không tôi không biết, nhưng tháng 12 năm ngoái Lâm xưởng Trường Phong, người phụ nữ mặc chiếc váy màu xanh, có lẽ cô ta biết khá rõ, đúng không Lâm Kiệt? Ông ta lúc này chỉ có thể nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh, trong đó còn có chút sự sợ hãi. 10 vạn, bán thuốc nổ cho tôi như vậy, cả anh và tôi đều có điểm yếu. Không cần lo, tôi sẽ nói linh tinh thế nào. Ông ta phất tay: Tiểu Cầm, ta nhớ hãng tồn kho trong quý này vẫn chưa kiểm tra nhỉ, thời tiết gần đây ẩm ướt, có lẽ thuốc súng cũng bị ẩm phải xử lý rồi, em đi sắp xếp xử lý đi, thứ gì không cần thì đưa cho hắn ta. Lý Cầm có chút sợ hãi toát cả mồ hôi nhìn hắn ta. Vâng ạ. Lòng không ngừng suy nghĩ, như vậy việc buôn lậu thuốc súng không phải chỉ còn liên quan đến mình thôi sao? Cô ta đi đến lướt ngang qua mặt anh. Chu Trác nói: Trước kia chú Lý rất quan tâm nhà chúng tôi, cả nhà tôi đều rất cảm kích, sau này nếu cô gặp khó khăn chúng tôi sẽ giúp một lần, đây là lời hứa của tôi. Sau đó anh liền quay sang nhìn hắn ta: Lâm Kiệt, vậy thì hợp tác vui vẻ. Nói xong anh liền trực tiếp quay người rời khỏi đó, để hắn ta ở lại một mình. Ha ha ha, thú vị lắm Chu Trác. Bên này rông gió bắt đầu nổi lên, chiếc xe do Chu Trác lái cuối cùng cũng quay về đến nhà. Còn lại nửa tiếng đồng hồ vẫn kịp, chỉ cần không có chuyện gì ngoài ý muốn thôi. Vừa mở cửa xe bước xuống, bên dưới anh đã lớn giọng cất tiếng gọi: Bố, mẹ, con về rồi đây. Trong nhà ngay sau đó đã có giọng nói truyền tới: Đến đây. Tiểu Trác, hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Một thanh niên lớn tuổi hơn Chu Trác một chút bước ra ngoài. Cậu nhìn thấy rồi liền mừng rỡ gọi: Anh về rồi sao? Anh đi ra ngoài lập tức cất giọng hỏi: Anh nghe người khác nói em giết hết bò trong nhà rồi à? Cậu quay đi nhưng vẫn đang tiếp tục tất bật chuẩn bị cho số đồ dùng trên xe, thuận miệng liền hỏi: Chút nữa em sẽ giải thích. Em gái đâu rồi? Anh trai không biết có chuyện gì xảy ra thản nhiên đáp lời, nó á, nó vẫn chưa về. Chu Trác nghe xong mấy lời này có chút giật mình, hoảng hốt hét lên. Cái gì, em ấy vẫn chưa về sao? Lòng cậu lúc này đã có chút lo lắng, thầm suy nghĩ về đứa em gái vẫn còn đang đi học này. Nếu là kiếp trước lúc này em ấy đã về đến nhà rồi, lẽ nào là hành động của mình gây ra hiệu ứng bươm bướm rồi? Không kịp giải thích nhiều, Chu Trác trực tiếp phóng lên xe. Bây giờ em đi tìm em ấy, anh nhớ kỹ không được ra ngoài, em sẽ đưa em gái về nhanh thôi. Anh trai bị cậu làm cho một tràn dài. Chưa kịp nói gì, chỉ muốn cậu dừng lại một chút nhưng đã quá muộn. Ơ đợi đã Tiểu Trác, không thể làm gì trước sự nhanh nhẹn này, anh chỉ có thể bất lực thở dài, đi sớm về sớm. Bên này Chu Trác lao nhanh con xe bong bong trên đường, đầu óc không ngừng nghĩ ngợi. Ngày đầu tiên là ngày nhiều động vật chết nhất, số người đột biến trực tiếp cũng rất ít. Nhưng trường học trên thị trấn là nơi mọi người tập trung đông, thất thủ cũng sẽ nhanh hơn nhiều so với trong thôn. Ngộ nhỡ em gái vẫn ở trường học, không thể nào, đời này mình tuyệt đối không thể để mất bất kỳ người thân nào. Trong lúc tập trung suy nghĩ thì có thứ gì đó đã sượt ngang đầu xe, gây ra một vụ tai nạn. Cậu ngừng xe quay ra phía sau nhìn, lòng tự hỏi thứ gì vậy. Đây là vừa nhìn thấy nó, mắt anh đã mở to trợn trừng lên, trông thật đáng sợ. Đó là một con chó đã bị nhiễm bệnh. Nó từ từ đứng dậy và bắt đầu đi tiếp. Tận thế đến sớm sao? Một tiếng trước, bên trong lớp học của em gái Chu Trác rất nhiều người đều đang bàn tán về cậu. Ê nghe nói chưa, là chuyện của Chu Trác đó, chuyện này được lan truyền lâu rồi. Bạn học khác đứng ở đó cũng chen vào. Chậc chậc, để kiếm đủ tiền sính lễ mà bán cả gia sản. Cô gái khác trực tiếp giơ cao điện thoại lên, gương mặt cười khẩy nói, đây chắc là người si tình nhất trấn Thanh Sơn chúng ta đó. Nói xong lại quay ra đằng sau nhìn một bạn học khác, làm em gái anh ta chắc cậu đau đầu lắm nhỉ. Bạn học này chính là Châu Anh, em gái của Chu Trác. Cô gái kia giở trò chế giễu, tiếp tục khiêu khích nói, nhưng nghe nói nhà gái đã bám vào được nhà họ Lâm có xưởng pháo hoa rồi, não của Chu Trác này chắc là có vấn đề rồi. Đảm bảo Châu ra có chút. Chưa kịp nói xong lời trong miệng, Châu Anh đã tức giận đập bàn đứng dậy. Hiểu Nhã nghe thấy tiếng động liền quay người ra sau. Ây da, hung dữ quá đi. Sau đó liền trực tiếp đưa điện thoại đến trước mặt cô, trong đó có hình ảnh Chu Trác đang giết bò, nói, lẽ nào không phải sao, bố mẹ cậu để yên anh ta quậy phá, còn không phải đầu óc cả nhà đều có vấn à? Châu Anh không thèm cãi nhau với cô ta, phất tay khiến điện thoại bay đi chỗ khác. Nhìn thấy hành động này, Hiểu Nhã tức giận đứng lên quát thẳng vào mặt cô, mày tìm chết à? Liếc mắt ra ngoài thấy cô chủ nhiệm đang đi đến. Châu Anh đi lướt qua mặt Hiểu Nhã, mày định làm gì? Vừa lúc cô giáo đi vào thì cô đã nhặt điện thoại lên. Ôi, Hiểu Nhã, xin lỗi nhé, làm rơi điện thoại của cậu mất rồi, mình trả cho cậu ngay đây. Chiếc điện thoại được đưa lên cao ngay tầm mắt của cô giáo. Cô liền đưa tay lấy đi nói, Lý Hiểu Nhã, em vẫn chưa lấy lại điện thoại mà cô tịch thu lần trước phải không? Trường học quy định không được mang điện thoại đến trường. Lần này cô sẽ nói với bố em, để ông ấy đến lấy điện thoại về. Châu Anh mau về chỗ ngồi đi. Đạt được mục đích, cô vui vẻ đứng dậy, sau đó đi vụt qua mặt cô ta. Xin lỗi nhé Hiểu Nhã, mình không nhìn thấy cô chủ nhiệm vào lớp rồi, lần sau mình sẽ chú ý hơn. Gương mặt khiêu khích đó khiến Lý Hiểu Nhã tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Châu Anh, lúc tan học trời cũng đã bắt đầu mưa lớn. Châu Anh bị Lý Hiểu Nhã đẩy ngã vào tường. Lúc nãy không phải biết ăn nói lắm sao, bây giờ sao lại câm như hến rồi? Mau lên nói cho tao nghe xem nào. Cô ta đi đến tóm tóc Châu Anh kéo lên. Cô bây giờ mới suy nghĩ đến, chợt quên mất hôm nay phải trực nhật cùng nó. Lý Hiểu Nhã cầm con dao dọc giấy lên tiếp tục nói, không nói gì đúng không? Vậy thì để tao giúp mày mở miệng nhé. Bên này Chu Trác lái xe lòng thầm suy nghĩ, phía trước là trường học rồi, tiến thêm chút anh liền giật mình. Số học sinh trong sân trường lúc này ồ ạt chạy ra ngoài, mau chạy đi. Bên phía Châu Anh, Lý Hiểu Nhã chưa kịp làm gì thì con dao đã rơi tự do xuống đất, kèm theo đó chính là rất nhiều máu. Cô ta không ngừng nôn thóc nôn tháo nhưng tất cả thứ được nôn ra chỉ toàn máu là máu. Châu Anh nhìn thấy cảnh này sợ hãi lùi lại phía sau. Này Lý Hiểu Nhã, mày không sao chứ? Nhiều máu quá. Không kịp suy nghĩ nhiều, Châu Anh liền bật dậy chạy ra bên ngoài kêu cứu. Có ai không? Ở đây có người bị thương. Vừa nhìn xuống bên dưới cô đã bắt đầu hoảng sợ. Chuyện gì thế này? Các xác sống bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi và thậm chí còn lao đến tấn công cô. Thật may mắn Châu Anh kịp thời ngồi xuống trốn thoát khỏi một kiếp nạn. Đừng qua đây, đừng đến đây, đừng mà. Chưa kịp hết hoảng sợ nhìn lên cô đã phải giật mình. Lý Hiểu Nhã, cô ta lúc này cũng đã biến thành xác sống rồi. Gương mặt màu xanh đó ngước lên và tiến đến chỗ cô. Còn đến sao? Châu Anh khổ sở chống trả nhưng không thể được vì sức mạnh của xác sống quá lớn. Khốn kiếp, cứu mạng với, anh ơi. Đến lúc không biết phải làm sao nữa cô mới bất lực cầu cứu. Chu Trác quả nhiên đã thật sự xuất hiện. Cô khó khăn mở mắt ra gọi một tiếng anh. Anh cầm một con dao lớn đứng ở trước mặt nói với cô, em hết cứu mạng sao mà mất mặt như vậy chứ? Ở xa tít cũng có thể nghe thấy đó nha. Sau khi xử lý bọn chúng, anh quay sang nhìn cô mà mỉm cười. Sau đó anh liền chạy đến, đây là cười em đấy em gái. Châu Anh hờn dỗi ra mặt tiếp lời anh, biến đi anh trai thúi. Số lượng zombie xuất hiện trên đường càng ngày càng nhiều. Chu Trác lái xe trực tiếp tông hết tất cả bọn chúng, máu bắn be bét lên cửa kính xe. Châu Anh đưa tay lên sờ qua chỗ đó rồi nói, anh à, kích động thật đấy, đây là game zombie sao, cảm giác như thật ấy. Cú đá bay của anh ở trường khoa trương quá rồi. Lý Hiểu Nhã cũng bay xa lắc luôn. Mặc dù bên ngoài vừa bình tĩnh vừa phấn khích như vậy, nhưng bên trong có lẽ cô cũng thật sự rất sợ hãi. Chu Trác nhìn thấy em gái mình như vậy, không nhịn được mà cắt ngang, đủ rồi, nếu sợ thì khóc lên cũng chả sao cả, lần này anh sẽ không cười em đâu. Châu Anh bên cạnh không biết nên làm gì, chỉ có thể thở dài. Anh đương nhiên không dừng lại ở đó mà tiếp tục giải thích. Thế giới này đã thay đổi rồi em gái nhỏ à? Zombie ăn thịt người bây giờ càng ngày càng nhiều, em và anh đều phải học cách thích nghi để sống sót. Lúc này anh vẫn không nhịn được mà nở nụ cười đắc ý đó ra. Nhưng em cứ yên tâm, anh sẽ bảo vệ em của anh, cả nhà chúng ta đều sẽ bình an vô sự, anh hứa với em đấy. Châu Anh cũng mỉm cười an tâm với lời hứa của anh. Em tin anh. Trời sụp tối ở thôn vẫn còn rất nhiều nhà sáng đèn. Tiếng xe dừng lại trước nhà của Châu lão nhị, anh nói lớn, bố mẹ chúng con trở về rồi ạ. Mọi người vừa nghe thấy đã ồ ạt ra ngoài mở cửa cho hai người. Tiểu Trác, Yêu Muội, các con đã trở về rồi. Vẻ mặt anh lúc này quả thật có chút không yên tâm, hỏi trong nhà không xảy ra chuyện gì chứ? Châu Anh quay về liền xà vào lòng Á Phương để ôm lấy bà. Bà lúc này vẫn nhanh chóng nói với anh, lúc nãy ở ngoài có người la hét, mẹ và bố không dám ra xem, bây giờ thì không sao rồi. Anh nghe xong vẻ mặt có chút trầm tư, thầm suy nghĩ trong lòng, quả nhiên tình hình rất kỳ lạ. Kiếp trước trong làng rõ ràng chỉ mất tích giam 3 người thôi, thêm bọn người vừa bị biến thành zombie sợ ánh sáng kia nữa, đã có đủ thời gian để phòng ngự công sự vào ngày thứ 2 rồi. Nhưng xem ra, có thể vượt qua đêm nay hay không vẫn chưa biết được. Anh trai nhìn thấy đóng đồ trên xe liền thắc mắc hỏi cậu, Tiểu Trác, em mua nhiều vật dụng như vậy để làm gì? Sao cứ như đi đánh trận vậy? Cậu không có nhiều thời gian để giải thích như vậy, liền nhanh chóng đi ra xe nói, về rồi con sẽ giải thích với mọi người sau. Anh với bố khiêng đồ trên xe tải về trước, tốc độ phải nhanh. Sau đó cầm chặt con dao trong tay tiếp tục nói, bất luận về sau có xảy ra chuyện gì, hãy bảo vệ tốt gia đình mình, em đi tìm một người sẽ về nhanh thôi. Á Phương trong lòng nghi hoặc gọi một tiếng Tiểu Trác, Châu Anh ôm chặt khuyên bà, bố mẹ cứ nghe theo anh Trác đi, anh Trác có vẻ như có gì đó khác rồi. Anh ở bên này thầm nghĩ, cảm giác của em gái không sai, lúc ở trường cơ thể của mình thật ra đã xuất hiện những thay đổi khác thường, vừa hay có thể thử nghiệm một chút. Hơn nữa bây giờ thời thế loạn lạc, nếu có thể tìm được người đó, nếu cô ta tồn tại và có năng lực giống như kiếp trước, thì đó sẽ là một sự giúp đỡ to lớn hiếm hoi. Chu Trác cứ như vậy bay qua hết nóc nhà này tới nóc nhà khác. Bên này ở một căn biệt thự lớn có tiếng nói phát ra, mau lên, tôi sắp giữ không được nữa rồi. Bọn họ đang phát điên gì thế chứ? Đám zombie bên này vẫn không ngừng đập cửa và xuất hiện ngày càng nhiều. Cô gái đang đứng ở phía trong chặn cửa dùng hết sức lực, mà gương mặt đỏ bừng cũng không quên khuyên nhủ, các vị bình tĩnh một chút, tôi biết mọi người đang rất nôn nóng kiếm người nhà đang bị mất tích, chúng tôi cũng đang nỗ lực tìm. Sau đó lại tức giận đặt ra câu hỏi, gấp đến mức cắn người luôn à? Đám zombie đó đã có một tên đưa tay được vào bên trong. Hai ông chú cũng lúc này cũng mang theo gậy đi đến, Tiểu Hạ, mau tránh ra, chúng tôi tìm được vũ khí rồi. Ngay khi cô vừa tránh ra một bên, đám zombie lúc này cũng đã bị ai đó đánh văng ra xa. Tiểu Hạ liền thắc mắc, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này Chu Trác xuất hiện tay cầm theo dao xử lý hết bọn chúng. Hai ông chú nhìn thấy thì bất ngờ, con trai nhà họ Châu ư? Là Chu Trác. Đột nhiên có một tên xác sống đúng lúc muốn tấn công cô, nhưng đã bị anh ngăn lại rồi chém nó đứt cả đầu. Anh tóm lấy mặt cô cẩn thận kiểm tra, may thật trong mắt và miệng đều không bị dính máu của zombie. Tiểu Hạ bị hành động của anh làm cho ngơ ra, hỏi anh đang làm gì vậy? Anh lúc này vẫn còn chìm trong dòng suy nghĩ. Hạ Băng Băng cô ấy lúc này hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ kiên cường trong kiếp trước nhỉ. Thoát khỏi dòng suy nghĩ đó, anh liền hỏi cô, trên người có bị thương không, có bị những thứ đó bắt hay cắn bị thương không? Cô ngượng chín cả mặt nhanh chóng trả lời, không có. Ông chú mặc sơ mi trắng kia ấp úng hỏi, Tiểu Trác con đang làm cái lề gì thốn? Tên trẻ hơn đã được cứu còn không biết điều, vội đưa tay kéo Băng Băng lại rồi giơ gậy đến trước mặt anh. Chu Trác, mâu thuẫn gì thì có thể thương lượng để giải quyết, nhưng cậu không thể giết người. Anh thở dài bất lực nói, chú Ngưu, anh Hoàng, cháu không có giết người, đây không phải là người nữa, bọn chúng đều biến thành zombie rồi, chỉ cần miệng vết thương dính máu của chúng sẽ biến thành giống như bọn chúng. Tên họ Hoàng kia không chỉ không tin anh còn quát lớn, zombie sao? Đừng đùa nữa, đây có phải là chuyện tranh hay tiểu thuyết đâu, cậu xem lúc nãy cậu giết là lão Trường đấy. Cháu gái ông ấy tan học hôm nay không trở về, còn có vợ tôi và Tiểu Hân cũng vậy, theo như lời cậu nói vậy bọn họ. Chú Ngưu quay sang nói, chúng ta vẫn nên báo lên văn phòng cảnh sát quận, loại chuyện thế này phía thôn không có cách giải quyết. Chu Trác liền nói với hai người, báo cảnh sát cũng chẳng được gì đâu. Ngay sau đó đã có một tiếng vỗ tay vang đến, các vị nghe kìa, một tên hung thủ giết người đã điên cuồng đến mức độ này rồi sao? Thì ra là Lâm Kiệt, hắn ta đang kích động mọi người, thủ đoạn giết người vô cùng tàn ác, mười mấy mạng người trong tay lại còn nói báo cảnh sát cũng chẳng được gì. Số người dân ngu xuẩn đó lúc này chưa biết chuyện gì đã vội nghe lời xúi giục mà hét lớn, bắt tội phạm giết người, bắt tội phạm giết người, bắt tội phạm. Tên Lâm Kiệt này lại tiếp tục nói, đến lý do là zombie còn có thể nói ra được, có phải cậu muốn nói cậu có siêu năng lực không? Bên kia thì người dân cứ mãi hô lớn, bắt tội phạm giết người, bắt tội phạm giết người. Hạ Băng Băng không thể nhịn được nữa mà hét lớn lên, đợi chút đã, xin mọi người hãy nghe tôi nói, cán bộ thôn phải làm chủ thay dân chứ. Người dân nghe cô hét lên thì bất chợt im lặng. Băng Băng tiếp tục nói, cán bộ thôn đương nhiên sẽ giúp mọi người, cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ ác, nhưng lúc nãy Chu Trác cứu chúng ta là sự thật, những cuộc tấn công này dân làng chúng ta đã bị mất đi sự tỉnh táo, mọi người cũng biết mà. Chu Trác đợi cô nói xong thì bản thân cũng nói, được rồi, cảm ơn cô Hạ Băng Băng, các vị tôi có thể chứng minh đây đều là zombie, đại khái cũng đoán được người nhà bị mất tích của các vị đang ở đâu, chỉ cần có người cùng tôi đi kiểm tra một lượt thì liền biết thực hư như nào. Dân làng nghe anh nói xong cũng bán tín bán nghi nhìn nhau. Chu Trác nhìn tên họ Lâm tiếp tục nói: Thế nào Lâm Kiệt, anh đã nghi ngờ tôi như vậy thì chi bằng đi cùng tôi xem, thế nào anh dám không? Hắn ta nghe vậy liền đưa tay kéo cà vạt. Lâm Kiệt không ngừng bài mưu tính kế, trong lòng thầm suy nghĩ, tên Chu Trác này chắc chắn là có vấn đề, ban ngày hắn ta thu gom nhiều vũ khí ở trạm như vậy, thậm chí còn dự trữ thuốc nổ. Đến tối thì lại xảy ra những chuyện kỳ dị này, mặc kệ ra sao, hắn ta đã biết chuyện đó rồi, vậy thì nhất định phải chết. Anh không bị hắn ta kích động mà mất bình tĩnh từ từ nói: Thôn bỗng nhiên mất tích nhiều người như vậy, mà nơi gần đây ít người lui tới lại vừa hay thích hợp để giấu người, thì chỉ có mảnh rừng phía sau núi thôi. Lâm Kiệt, không phải anh đã cho rằng tôi giết người, zombie cũng không tồn tại sao? Chi bằng đi kiểm tra với tôi đi, hay là anh sợ rồi? Vừa nói Chu Trác vừa đi đến trước mặt chỗ Lâm Kiệt đang đứng. Hắn ta có chút chột dạ, miệng cười nhàn nhạt đáp: Lâm Kiệt, tôi chỉ là một người bình thường, đương nhiên sẽ sợ một tên tội phạm giết người như cậu rồi. Nhưng vì sự an nguy của người trong thôn, vì để tìm ra người nhà của mọi người, tôi đi với cậu có sao đâu, chỉ là tôi muốn mang theo những người mà tôi tin tưởng, cậu không có ý kiến gì chứ? Vừa nói hắn ta vừa chỉ tay về phía đám côn đồ đằng sau, người thì to con, kẻ thì mang theo gậy. Hắn ta để đàn em đứng ở bên cạnh mà tự hào suy nghĩ: Chu Trác, tao sẽ sớm khiến mày nôn ra hết tất cả những bí mật. Trong lúc hắn vẫn đang đắc ý thì có một cánh tay đã giơ lên: Vậy tôi cũng đi. Chú Ngưu Nghệ thấy liền lo lắng: Không được đâu tiểu hạ, chuyện này quá nguy hiểm. Tên họ Hoàng ở bên cạnh cũng nói thêm: Đúng vậy, bây giờ chúng ta chưa nắm rõ tình hình, không nên hành động vội vàng. Hạ Băng Băng mặt nghiêm nghị trực tiếp nói: Anh Hoàng, chú Ngưu, chúng ta là cán bộ quản thôn ở đây, bí thư thôn hiện giờ không có mặt, chúng ta nên là những người đi đầu. Chu Trác nghe cô nói xong liền thắc mắc: Bí thư thôn ông ấy đâu rồi? Tiểu Hạ nhớ lại chuyện đó rồi kể cho anh nghe. Chiều hôm nay nhận được tin báo mọi người bị mất tích, bí thư thôn lo lắng nên đã chạy đi tìm người, nhưng mãi vẫn chẳng quay về. Anh Hoàng bên cạnh cũng đột nhiên trầm mặc nói thêm: Tiểu Hân nhà tôi cũng chẳng thấy đâu, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức. Nghe xong những chuyện này anh thầm nghĩ: Lẽ nào? Chưa nghĩ xong thì tên họ Hoàng đã đưa tay đẩy mắt kính nói: Tôi cũng đi cùng cậu. Tiểu Hạ nói không sai, bí thư thôn không có ở đây, chúng ta phải làm người dẫn đầu, chúng ta không có lý do gì mà chùn bước cả. Huống hồ Chu Trác cậu có manh mối, là cán bộ thôn chúng ta có nghĩa vụ xác minh rõ ràng. Chú Hoàng cuối cùng cũng phải đồng ý, thở dài nói: Hai vậy thì đi đi, đợi tôi sắp xếp xong người dân còn lại, chúng tôi sẽ dùng 2 chiếc xe bánh mì ở trước cửa chạy qua, hy vọng mọi thứ đều ổn. Và rồi màn đêm buông xuống, mọi người bắt đầu vào rừng, bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe, xem kỹ thì quả nhiên là xe của bí thư thôn. Hạ Băng Băng xem xét nói qua, chú Hoàng cũng đứng ở đầu xe nói: Từ nhiệt độ của mui xe cho thấy, người đã xuống xe một khoảng thời gian rồi. Anh Hoàng đứng ở một bên dùng điện thoại bắt đầu gọi điện rồi nói: Điện thoại của bí thư vẫn không gọi được. Chu Trác nhìn qua cảnh này trong đầu đã nảy ra những suy nghĩ. Đội zombie đầu tiên ở kiếp trước là 3 ngày sau, mình nhớ là zombie sẽ đổ từ hướng này ra, nhưng sau đó căn bản là không đủ người để điều tra ngọn nguồn. Nếu như tình tiết phát triển như ở kiếp trước, tận dụng tình hình bây giờ không nghiêm trọng có thể đi giải quyết bọn zombie, mà quan trọng nhất đó là lấy được sự tín nhiệm của Hạ Băng Băng. Nghĩ xong những thứ cần nghĩ, anh liền nói: Xem ra chúng ta đã tìm đúng nơi rồi, bây giờ chỉ có thể tiếp tục đi vào bên trong cẩn thận tìm kiếm. Chú Hoàng xoay người qua nhìn anh, trước mắt chỉ có thể như vậy. Lâm Kiệt và đám đàn em lạnh mặt ở một bên âm thầm tức giận. Cuối cùng mọi người bắt đầu vào trong rừng bắt đầu tìm kiếm. Có ai không? Bí thư thôn anh đâu rồi? Hạ Băng Băng đi ở phía trước thở phù một hơi, mảnh rừng này to quá, đi đến nổi giờ chẳng thấy bóng người nào nữa. Chu Trác nghe cô nói thì liền phản biện lại: Không lâu trước đó ở đây vẫn còn rất nhiều người. Dấu chân trên cỏ, cành cây bị gãy, vết máu khắp nơi, những cái này cho thấy cách đây chưa lâu đã có rất nhiều người đi qua nơi này. Đầu anh lần nữa nhảy số, hiện tượng điển hình tập hợp zombie sau tận thế, nhưng đây là ngày đầu tiên của thảm họa biến thành zombie. Không lý nào lại nhanh như vậy được, phía trước chắc chắn sẽ có lý do của tất cả những sự biến đổi này. Chu Trác quyết định đi trước dẫn đầu, đến một nơi thì liền giơ tay ra hiệu nói dừng. Phía trước là một cái hang, nhiều người như vậy tiến vào thì quá nguy hiểm, tôi sẽ vào kiểm tra trước. Lâm Kiệt bắt đầu giở trò khiêu khích, gương mặt khốn nạn đó lần nữa hiện lên nói: Chỉ một mình cậu đi ư? Lỡ đâu phía trước là nơi cậu ra tay giết người thì sao? Cậu thế này là muốn dọn dẹp hiện trường, tiêu hủy bằng chứng sao? Hạ Băng Băng lo lắng nhìn sang anh gọi tên Chu Trác, anh không gấp gáp, chỉ thở dài rồi nói: Lâm Kiệt, anh đúng thật là người thì nhát mà nói thì nhiều, không sợ chết thì cùng tôi vào xem thử, anh đoán xem bên trong phải chăng có chứa đầy xác chết không? Hắn ta nghe đến đây mặt sợ không còn một giọt máu, tên tiểu tử Chu Trác này lúc này là muốn giết mình thật à? Thật thú vị, rốt cuộc trên người mày đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bí mật của mày nằm ở đằng sau hang động? Lúc này bên trong hang động phát ra tiếng động, một bàn tay thò ra bên ngoài, người phụ nữ cũng xuất hiện. Anh Hoàng kia nhìn thấy thì mừng rỡ: Là em sao Tiểu Hân, sao em lại ở đây? Anh liên lạc với em cả buổi chiều, làm anh lo lắng lâu như vậy. Vừa nói anh ta vừa vứt gậy đi rồi tiến đến. Chu Trác lúc này hét lên, vừa chạy vừa lấy dao ra: Đợi chút, đừng chạm vào cô ấy. Hắn ta lại mù quáng muốn ôm cô: Em không sao là tốt rồi, mặc kệ cho cô ta đang há miệng to lớn ra muốn cắn mình. May mà Chu Trác kịp thời lao đến, anh trực tiếp vung dao chém cái xác sống này nằm dài ra đất. Hắn ta nhìn thấy thì đau khổ gọi Tiểu Hân. Anh thở dài giải thích với hắn ta: Cô ấy đã không còn là Tiểu Hân nữa rồi. Anh Hoàng lúc nãy có bị cô ấy làm bị thương không? Hắn ta lại mù quáng sờ lên vết máu trên mặt rồi nói: Cậu đã giết Tiểu Hân, cậu đã giết Tiểu Hân, tên sát nhân này, đền mạng cho Tiểu Hân của tôi. Anh Hoàng không chịu hiểu, chỉ một mực khăng khăng Chu Trác đã giết Tiểu Hân, liền đi đến cầm cây gậy dưới đất lên, trêu chát: tên tội phạm giết người nhà ngươi, đền mạng cho Tiểu Hân của ta. Hạ Băng Băng và chú Hoàng bên này nhìn thấy liền thở dài, riêng Lâm Kiệt nở một nụ cười hết sức đắc ý, vừa giơ gậy lên hắn ta đã bị anh vung tay đánh ngã xuống đất. Phẫn nộ cũng tốt, thù hận cũng phải, hối hận cũng được, bất kể bây giờ tâm trạng anh là gì đều không thể thay đổi được, sự thật là Tiểu Hân đã biến thành thây ma, cho nên tôi bắt buộc phải giết cô ấy. Phía trên con dao vẫn còn động lại dịch mà lúc này giết thây ma đang từ từ chảy xuống, tôi chỉ là muốn để những người còn sống tiếp tục sống tiếp. Anh Hoàng không đồng ý với lời nói của anh, cho dù đau nhưng vẫn cố gắng đứng dậy. Tất cả lời ngươi nói đều vô lý, Tiểu Hân là vợ của tôi, là người thân của tôi, nếu tôi ở trước mặt cậu giết chết người thân của cậu, cậu còn có thể nói những lời nguội lạnh như vậy không? Chu Trác xoay người nghĩ về cảnh tượng kiếp trước mình đã chịu đựng, sau đó mới trả lời anh, tôi vừa nãy đã nói rồi, nhưng mà cái lời gì thốn. Anh lúc này mới chợt nhận ra điểm không đúng, vội đưa tay bao cổ anh Hoàng nâng lên cao, ánh mắt phát ra lửa, vừa nhìn vừa nói, là tôi đối xử quá dịu dàng phải không? Tốn sức đến nơi này trả lời chất vấn của các người, cứu mạng các người hết lần này đến lần khác, đây chính là báo ơn của các người sao? Kẻ nào dám động vào người nhà của tôi giết kẻ đó. Hạ Băng nhìn thấy anh Hoàng sắp không thể thở được nữa, liền cùng chú Ngưu chạy đến gọi Chu Trác, chú Ngưu cũng ngăn cản, mau dừng tay. Tên Lâm Kiệt cười như được muốn nói, quả nhiên Chu Trác, mày chính là quỷ điên giết người. Đúng lúc này hắn quay sang thì nhìn thấy anh trai của Chu Trác xuất hiện ngăn cản. Bình tĩnh chút đi Tiểu Trác, sau bao nhiêu sức lực thì cuối cùng cậu cũng đã thả anh Hoàng ra, còn bản thân thì ngã xuống đất, miệng thầm hỏi đại ca sao. Anh trai vừa bất lực thở dài vừa nói, tiểu tử em cuối cùng cũng tỉnh táo rồi. Anh đứng dậy còn đưa tay kéo Chu Trác đứng dậy, cậu hỏi anh trai, đại ca làm sao anh tới đây được vậy? Anh trai liền đáp lời cậu, còn không phải là lo lắng cho em sao, em ra ngoài lâu như vậy cũng không có tin tức gì cả. Anh Hoàng bên này vẫn còn nằm trên đất, nước mắt không ngừng rơi lã chã. Tiểu Hân, xin lỗi, là anh không bảo vệ tốt cho em. Anh trai của Chu Trác tức giận quay sang quát lớn vào mặt anh ta, đứng lên Hoàng Đào, tình huống của Tiểu Hân kỳ thực trong lòng cậu đã rõ, cô ấy không thể quay lại nữa. Tiểu Trác nhà tôi làm không sai, cậu ấy đích thực đã cứu anh một mạng, nhưng tôi hiểu tâm trạng của anh bây giờ, nếu muốn thù hận vậy thì hận người làm đại ca là tôi đi. Anh biết Hoàng Đào rất khó có thể chấp nhận được sự thật mất vợ này, nên cũng ngồi xuống nhẹ nhàng khuyên nhủ, chỉ là chúng ta vẫn phải nhìn về phía trước, anh là cán bộ thôn của chúng tôi, ở đây còn rất nhiều người cần anh. Nằm dạp dưới đất nghĩ ngợi được một lúc, Hoàng Đào cuối cùng cũng gạt đi nước mắt mà lấy lại bình tĩnh, anh nói đúng, cứu người, tôi còn phải cứu những người khác nữa. Sau đó liền bắt lấy cánh tay anh đưa ra để đứng dậy. Chu Trác nhìn thấy anh trai đã có kể khuyên được người thì ở một bên âm thầm mỉm cười, đại ca vẫn là bộ dạng cũ dích đó, bao giờ cũng nhạy bén như vậy, có thể quan tâm đến cảm xúc của tất cả mọi người. Sau đó liền suy nghĩ đến bộ dạng trước đây của hai người khi còn đi học, mặc dù hai chúng tôi là anh em nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, nhân duyên của đại ca trong thôn luôn rất tốt, mà tôi lại không có bạn bè gì, nhưng bất luận là phát sinh sự việc gì, đại ca bao giờ cũng ở bên cạnh bảo vệ tôi. Trong lúc bâng cua nghĩ về chuyện lúc nhỏ thì anh trai đã đi đến vỗ vào vai cậu, chuyện gì vậy? Chu Trác xoay người quay đi nói, không có gì, đầu vẫn không ngừng nghĩ về mọi chuyện, lần này hãy để đệ đến bảo vệ huynh. Trong hang lúc này phát ra tiếng cứu mạng, Hạ Băng vừa nghe thấy đã nhận ra liền muốn trực tiếp xông vào trong, là giọng nói của bí thư thôn ư? Chu Trác nhanh chân lao lên phía trước cản cô lại, không được hành động hấp tấp. Anh trai nhìn thấy anh như thế cũng là nghiêm mặt ấp úng nói, nhưng trưởng thôn ông ấy. Chu Trác thắc mắc chuyện này có chút cổ quái, bên trong lại truyền ra tiếng khóc, khiến đàn em của tên Lâm Kiệt sợ phát run, quay sang hỏi, Lâm tổng, thực sự sẽ không có thây ma chứ, giống như nữ nhân vừa nãy ấy? Hắn ta lúc này cũng đã là sợ hết hồn, toát mồ hôi cả rồi nhưng vẫn kiên quyết nói, câm mồm, còn nói nhảm thì cút cho tao. Tên cao to nhất tự tin cười khinh bỉ tên đàn em vừa nãy, hành quá đồ nhát gan, Lâm tổng xem tôi này. Nói xong anh ta đã cầm đèn pin đi thẳng vào trong hang động, rốt cuộc là ai đang giả thần giả quỷ, ra đây cho lão tử. Chưa kịp làm điều gì tiếp theo, hắn đã bị rất nhiều bàn tay kéo vào bên trong, sau đó hoàn toàn biến mất. Hạ Băng Băng thấy thế liền bất ngờ hỏi, đây là? Chú Ngưu và Hoàng Đào cũng nhăn hết cả mặt, lẽ nào bên trong là? Lâm Kiệt nhướng mày chật một tiếng. Ngay sau đó là rất nhiều zombie xuất hiện, tên đâu con lúc này bây giờ người đã bị cắt ngang, đầu thì bị zombie nắm, còn thân thì máu me đang tuôn ra một cách vô cùng kinh dị. Thây ma dẫn đầu lúc này đã quăng xác nửa thân trên của tên đâu con đến trước mặt mọi người. Lâm Kiệt kinh tởm hét lên, đây, mẹ nó đây là cái lề gì thốn? Bọn chúng mắt như hổ đói miệng không ngừng kêu gào rồi trực tiếp chạy đến tấn công mọi người. Chu Trác nhìn thấy hết đám zombie này cũng bất ngờ, chết tiệt, còn nhiều hơn trong tưởng tượng của mình nữa, cứ cho là mình có thể nhảy qua được, vậy thì Hạ Băng Băng và đại ca phải làm sao? Nghĩ đến đây thì bọn chúng cũng đã chạy đuổi đến nơi rồi, cậu liền hét lên, theo sát tôi, rồi cầm dao đưa về phía trước, vào sẵn thế phòng bị để bắt đầu bảo vệ mọi người. Lúc này đột nhiên có một bàn tay kéo Chu Trác về phía sau, thì ra là đại ca. Khi nào mới đến lượt cậu ra vẻ ngầu một mình chứ? Đám zombie dính đòn rồi văng ra xa nhưng vẫn lồm còm bò dậy, chịu trận của mình mà vẫn có thể đứng dậy được. Cái thứ này có khuyết điểm không vậy? Cậu đưa tay lau đi mồ hôi trên mặt, môi giật giật nói, khuyết điểm của chúng chính là đại não và tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Xem ra thân thủ của ông anh vẫn chưa bị lụt nghề nha. Đại ca cười khổ nói, phí lời, ít nhất dạy dỗ cậu thì không thành vấn đề. Chu Trác một tay cầm dao một tay chống ngang hông đáp, vậy thì cách đánh xưa chưa quên đấy chứ. Anh trai đáp đương nhiên. Hai người lúc này mãi mê bản tính kế hoạch tác chiến quên mất vẫn còn một Hạ Băng Băng đứng ở phía sau. Cô đỏ mặt nhìn lên, kèm theo đó là một chút sự ngạc nhiên. Đại ca nghiêm túc đề nghị, anh ra tay trước, em hỗ trợ, xông lên. Lúc này cả hai cùng nhau xông lên, từng tên zombie đều bị diệt trừ hết. Chu Trác dẫn đầu hét lớn ra lệnh, tất cả mọi người cùng nhau xông lên, cầm đèn pin chiếu vào mắt và đánh vào đầu chúng. Cẩn thận đừng để bị cắn. Hoàng Đào bên này đứng thở hì hục bên cạnh ba cái xác của zombie nói, hai chúng tôi cố gắng lắm mới chống được một tên. Còn hai anh em nhà họ Châu thì đấu cả một nhóm. Chú Ngưu bên này cũng thở hì hục nói với anh, hai anh em họ từ nhỏ đã được Trương sư phụ của Quốc Võ nhìn chúng nhận làm đệ tử. Ngay cả tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không đánh lại bọn họ. Hoàng Đào cúi mặt xuống có thêm vài phần trầm lặng. Đúng là vậy, trước kia tôi còn muốn dạy dỗ Chu Trác, đúng là không biết tự lượng sức. Bên này đại ca và Chu Trác giết xong, Thây Ma thở phào một hơi. Đại ca nói, tên tiểu tử Chu Trác nhà em trở nên mạnh mẽ như vậy từ lúc nào thế? Cậu liền đáp lời anh, gọi em một tiếng anh, em dạy anh. Hạ Băng Băng cũng trầm mặt cúi đầu, cậu quay sang nhìn cô nói, không sao rồi, đừng sợ. Cô giật nảy cả người ấp úng đáp, vâng ạ. Đại ca nhìn qua nhướng mày bất lực hỏi, đến an ủi một người mà tên tiểu tử nhà em cũng không biết à? Băng Băng cúi thấp người nói với cả hai, cảm ơn các anh. Đại ca chỉ tay qua bên kia nói, hi, đừng cảm ơn tôi, chính là cái tên Chu Trác đó vẫn luôn bảo vệ cô. Cậu lại quay người đi phất tay nói, em đi xem tình hình của những người khác. Bên phía Lâm Kiệt, những tên đàn em run rẩy báo cáo, Lâm tổng hình như em bị cắn rồi, làm sao đây? Tên khác cũng chen vào, ông chủ, hình như em cũng bị, chúng em sẽ không phải biến thành thứ đó chứ? Hắn ta nói xong máu đã ồ ạt từ trong miệng chảy ra, âm thanh từ nơi khác lại truyền đến, cứu tôi. Tên đàn em nghe thấy thì lớn giọng hỏi, ông chủ, anh ở đâu? Lâm Kiệt sợ hãi từ từ lùi về sau. Đợi chút đã, Chu Trác cậu muốn làm gì? Giọng nói anh liền vang lên trả lời, chẳng phải tôi, đợi chút. Hắn ta sợ hãi hốt hoảng hét lên, đừng có giết tôi. A, cậu bây giờ mới từ đằng sau cái cây lớn đó xuất hiện. Ừ, đúng là anh vẫn chưa bị truyền nhiễm, xem như anh gặp may, anh cứ trốn như thế này đi, tuyệt đối đừng phát ra âm thanh. Bên này những tên đàn em thì vẫn không ngừng tìm kiếm, Lâm Kiệt, ông chủ Lâm. Lâm Kiệt bên này thì đang không ngừng dùng tay che chặt miệng mình lại, mẹ nó chứ, Chu Trác nhà ngươi, ông đây nhất định sẽ giết chết mày. Hạ Băng Băng bên này vẫn kiên quyết nói với mọi người, nhưng mà thật ra tôi đã nghe thấy tiếng của bí thư thôn. Chu Trác đi đến bên cạnh hỏi cô, sao vậy? Âm thanh bên trong hang lại lần nữa vang lên càng ngày càng rõ ràng. Cứu tôi, cô nghe thấy giọng nói này liền chắc nịch khẳng định với anh, lại nữa rồi, chắc chắn đây là tiếng của bí thư thôn. Cậu nói với mọi người về trước đi, tôi đi xem sao. Đại ca không yên tâm, trực tiếp cầm đèn dọi rồi tiến lên theo cậu, anh đi với em, ít ra thì cũng có thể giúp được em. Chu Trác liền gật đầu đồng ý, được, sau đó cẩn thận căn dặn ba người ở phía sau. Anh Hoàng, chú Ngưu với Hạ Băng Băng quay về trước đi, cô lúc này lại lo lắng cho anh, nhưng mà, cậu quay qua khuyên cô, vốn dĩ cứu người từ tay zombie đã rất nguy hiểm, mọi người không giúp được, ngược lại còn làm vướng chân thêm, quay về làm chuyện mà mọi người nên làm đi, an nguy của bí thư thôn đã có chúng tôi lo. Chú Hoàng nghe cậu nói xong cũng cảm thấy đúng, nhanh chóng đáp lời, chú biết rồi, Tiểu Hoàng, Tiểu Hạ chúng ta về trước thôi, trong thôn cũng cần chúng ta. Hạ Băng Băng không nhịn được vẫn có chút lo lắng cho hai người, mọi người bắt đầu quay về. Chu Trác đi vào hang cũng cẩn thận quay lại giám sát rồi lòng thầm nghĩ, không thể để thêm có nhiều nạn nhân như thế được, nhưng hy vọng có thể giải quyết ngọn nguồn bọn zombie bị thoát ra trong mấy ngày nữa. Hạ Băng Băng, sự sống còn trong thôn giao cho các người đấy. Đi vào sâu trong hang động, đại ca cũng thắc mắc mà hỏi cậu, này Tiểu Trác, bí thư thôn thật sự có thể cứu sao? Anh thấy đám zombie trước đó đều xông từ trong này ra cơ mà. Chu Trác bình thản nói với anh, chưa chắc đâu. Đại ca liền giật mình quay sang hỏi, hà thật à? Cậu lại cẩn thận giải thích, nếu như bí thư thôn bị cắn rồi thì vô phương cứu chữa, nhưng tiếng kêu lúc nãy không giống như người đã bị cắn có thể hét ra. Anh dùng đèn pin dọi hết những nơi xung quanh. Uầy, hy vọng là vậy. Ban đầu Hạ Băng Băng là một sinh viên đến làm cán bộ thôn, đều nhờ bí thư thôn cô ấy mới có thể thích nghi với cuộc sống nơi đây, cũng khó trách sao cô ấy lo lắng cho an nguy của bí thư thôn đến như vậy. Chu Trác phát hiện gì đó liền giơ tay ra hiệu dừng, ánh mắt chữ A mồm chữ O nhìn vào trong cái lề gì thốn. Trước mặt hai người chính là một cái xác khô chỉ còn lại da và xương, tình hình không đúng lắm, không giống với những zombie trước đó, người này biến thành xác ướp rồi. Đại ca nhìn Chu Trác mà thắc mắc, xác ướp sao có thể xuất hiện ở một nơi như thế này chứ? Cậu nhìn vào cái lỗ trên ngực ông mà thắc mắc, cái lỗ này là sao? Đại ca dùng đèn pin xem kỹ lại nói, cái lề gì thốn, người đó là bí thư thôn à? Bỗng một tiếng nói vang lên, cứu tôi. Ánh đèn dừng lại trước một người đang ngồi gục dưới đất, đại ca hốt hoảng hỏi, bí thư thôn sao? Anh không sao chứ, chúng tôi đến cứu anh đây. Ông ta vẫn ngồi đó nói, cứu tôi với, tôi đói quá. Vừa quay mặt lại thì chính là một zombie thật sự, trên ngực còn có rất nhiều xúc tua. Có lẽ đây là zombie đầu đàn thật sự, chưa kịp nghĩ nhiều nó đã tấn công hai người. Chu Trác nhanh nhẹn kéo anh sang một bên, cậu thở dài một hơi, tim đập hổn hển. Tốc độ quá nhanh, né không được, vậy thì xông trực diện. Chu Trác cầm lấy con dao của bản thân bay thẳng về phía trước, Thây Ma kia vẫn không ngừng há to miệng và dùng xúc tua tấn công. Đói quá, cứu tôi với, đói quá. Cậu dùng dao nhưng không thể xuyên ngang lớp da đó của zombie này, độ cứng của lớp da này là zombie đột biến, chưa kịp nghĩ xong cậu đã bị đánh văng ra xa. Đại ca lúc này bật đèn pin dọi vào mặt zombie, ánh sáng có tác dụng đối với nó ư? Chu Trác đứng dậy, đi nào. Sau khi ra ngoài, đại ca hỏi lại cậu, rốt cuộc thứ đó là gì vậy? Cũng là zombie sao? Chu Trác ngồi bệt dưới đất mà thở sâu đó trả lời, là zombie nhưng mà là một thể đột biến gen. Anh trai thắc mắc, là đột biến gen sao? Cậu bắt đầu cặn kẽ giải thích với anh trai. Biến thể này thông thường là do con người nhiễm bệnh từ động vật, trong một số trường hợp, tổ hợp của hai ADN xảy ra đột biến gen khiến cho chúng mạnh hơn zombie bình thường rất nhiều. Hơn nữa một số loại đột biến còn có khả năng siêu nhiên, ước chừng có rất nhiều zombie đột biến trong cái hang bị bỏ hoang này, từ hình thái của bí thư thôn xem ra thì có thể là loại đột biến cấp 2, loại zombie này cực kỳ khó đối phó trong đêm tối, nhưng lại rất sợ ánh sáng, may mà bên ngoài trời sáng, những con quái vật đó hẳn là không dám ra ngoài. Đại ca nghe cậu nói một tràng dài về các loại zombie và kết cấu ADN thì hỏi, Tiểu Trác à, một người luôn đội sổ đầu bài như em từ lúc nào mà biến thành chuyên gia zombie vậy? Chu Trác cũng không thể nói kiếp trước cậu cũng đã gặp những con zombie này được đành đáp, chẳng phải trong tiểu thuyết hay viết vậy sao, em nghĩ là cũng tương tự như vậy. Vừa nói xong cậu đã đứng dậy, đi thôi, ngày mai mang theo tất cả những vũ khí quay lại giết con quái vật này. Vừa nói xong cả hai định quay đi thì rất nhiều rơi xuất hiện. Con quái vật lúc này lại xuất hiện, dùng xúc tua đánh bay đại ca của Chu Trác văng vào gốc cây, đến cả đèn pin cũng vỡ vụn thành từng mảnh. Cái miệng nó há lớn nhắm về phía đại ca, cậu ở bên này dùng tay ôm lấy xúc tua đó mà chẳng có tác dụng gì. Toi rồi, sức của cái thứ này quá mạnh. Ánh sáng, chỉ có thể dùng ánh sáng. Vừa nói xong thì một chiếc xe đã lao đến, là do Hạ Băng Băng điều khiển, cô hét lên, mau tránh ra. Anh mặc dù thắc mắc sao lại là Hạ Băng Băng điều khiển xe, nhưng vẫn tránh sang một bên. Con quái vật bị kẹt ở trước đầu xe, bị anh cho một dao liền được giải quyết xong. Cô ra khỏi chiếc xe đưa tay gãi gãi đầu hỏi, Chu Trác, hai anh không sao chứ? Con quái vật này là sao vậy? Định thần lại cô nhìn sang thấy bộ quần áo đó thì giật nảy người. Đây là bí thư thôn sao? Cậu thấy cô như vậy thì quay sang giải thích, xin lỗi, nhưng mà bí thư thôn đã sớm hy sinh rồi. Đây chỉ là con ác quỷ ăn cắp thân thể của bí thư thôn. Đại ca lúc này cũng thở phào một hơi rồi nói với cô, may mà có tiểu Hạ lái xe tông nó, không thì hai chúng ta đã sớm nạp mạng ở đây rồi. Đại ca bắt đầu thở hổn hển, hơi thở bắt đầu gấp gáp, tên tiểu tử nhà em cũng chẳng biết cảm ơn người ta gì cả. Sau này làm sao mà, chưa nói xong Chu Trác đã thất thần, đại ca đây là, anh đứng lên ôm lấy cái tay bị thương nói, nhất thời sơ suất chúng chưa rồi, xin lỗi Tiểu Trác, mọi chuyện còn lại trong nhà dựa hết vào em đấy, bước tiếp theo em biết phải làm sao rồi đó. Chu Trác hai hàng nước mắt chảy dài trên má, tại sao lại như thế này? Không dễ gì mới có cơ hội làm lại, rõ ràng là mình có thể bảo vệ tốt cho đại ca, chậc, cậu tặc lưỡi rồi tiếp tục nghĩ đến chủng biến dị. Nói là làm, Chu Trác đi đến bên cạnh thây ma, dùng dao ghim vào sau não hắn, đại ca thấy cậu như vậy cũng vội vàng khuyên ngăn, Tiểu Trác em đang làm cái gì đó, mau dừng tay. Tiểu Hạ cũng vội ngăn cản Chu Trác đừng như vậy, cậu lúc này hiểu rõ, chủng biến dị thây ma sẽ triệu hồi thây ma cấp thấp, từ đó hấp thụ virus thây ma ở trong cơ thể bọn chúng, mục đích chính là để ngưng tụ tinh hạch thây ma ở sau não. Lấy được ra viên ngọc xanh cậu đưa đến trước mặt anh nói, anh vẫn chưa xuất hiện triệu chứng, vẫn còn cơ hội, đây là siêu vi trùng tổng hợp có cùng nguồn gốc với virus trong cơ thể anh, được gọi là tinh hạch thây ma, bây giờ ăn nó có xác suất tiến hóa thành người siêu phàm, miễn nhiễm với virus thây ma. Miệng cậu vẫn còn đang lẩm bẩm, nhưng nhiều khả năng là biến thành quái vật như hồi nãy, nhưng chưa nói ra thì anh trai đã cho thứ đó vào miệng. Chu Trác ngơ ra hả một tiếng, mặt anh trai lúc này tái xanh nhợt nhạt nói, có điều này phải nói sớm chứ, lãng phí tình cảm của anh, phải mất bao lâu mới có hiệu lực đây? Cậu đáp, trong 2 ngày sẽ có hiệu quả. Nói dứt câu đại ca đã quay người đi vào hang động, nếu 2 ngày sau anh không từ trong động ra ngoài, mấy đứa phải đem cửa động lấp lại, trong trường hợp anh biến thành người siêu phàm, em đừng có mà ghen tị với anh nha. Chu Trác lúc này nở ra một nụ cười mãn nguyện, đợi anh vậy. Tên Lâm Kiệt núp sau gốc cây nghe hết tất cả rồi sau đó bật cười, ha ha ha, hóa ra là như vậy, để tao đến giúp mày một tay vậy. Quay về nhà, đến sáng hôm sau Châu Anh xuất hiện trước cửa phòng của Chu Trác, anh dậy đi. Châu Anh vừa mở cửa ra đã thấy anh trai mình đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Anh đã dậy rồi sao? Anh với đôi mắt có chút thất thần nhưng vẫn quay sang nhìn cô, đang làm gì thế, ăn mặc như một kẻ lập dị vậy. Nhóc con đi đến trước mặt anh tự hào nói, không phải anh nói cả nhà phải tăng cường phòng bị sao, em mới làm cái áo giáp này, thế nào, lợi hại chứ? Anh không nói hai lời chỉ đưa tay chọt một cái nhìn cô lăng trên đất bảo, không ngờ đây là áo giáp, thây ma đến thì em dùng cái này để lăn sao? Anh để hai tay vào túi quần dùng chân đẩy em gái lăn trên mặt đất. Cô bị lăng đi mà van xin, đừng đẩy em nữa mà. Lúc này nhìn lên thấy bố đang bận bịu xây tường, ông thấy anh thì nói, Tiểu Trác, tỉnh rồi à? Ông nhanh chóng đi xuống khỏi bức tường cao, còn không để ý mà đá con gái văng sang một bên. Sau đó chạy đến ôm mấy thùng hàng của anh, những bảo bối này con lấy ở đâu ra vậy? Cho ba giữ lại mấy thùng chơi nhé. Chu Trác giải thích, ba à, đây là thuốc súng, không phải đồ chơi đâu. Ông liền đáp lời, đừng keo kiệt như vậy chứ, chỉ một thùng thôi. Anh thở dài nói, ba thong thả chút đi. Nghe anh nói xong ông đã ôm lấy thùng hàng chạy đi mất. Bên này Á Phương dùng chân ngăn Châu Anh không lăn tới lăn lui nữa, anh thầm cảm thán, thật không hổ là hai mẹ con. Sau đó nói, mẹ bây giờ còn đồ ăn sáng không? Bà liền đáp, không có thời gian làm, mấy đứa tự mình nghĩ cách đi. Nghe nói vậy thì anh trực tiếp quay đi. Đến nhà chú Ngưu ăn trực bữa cơm là xong, mở cửa ra thì anh đã bị dọa cho bất ngờ. Sao cô lại ở đây hả Băng Băng? Cô đứng trước mặt ấp úng nói với anh. Cái đó, anh liền hỏi, cô có chuyện gì sao? Băng Băng liền cúi thấp người, tôi muốn xin cậu giúp đỡ tôi một việc. Chu Trác thắc mắc, giúp đỡ sao? Á Phương nhìn thấy cô mắt đã sáng rỡ, ái chà Băng Băng, nào, mau vào đây. Cô nhanh chóng gật đầu, cảm ơn gì, con sẽ không làm phiền, con đến là tìm sự giúp đỡ của Chu Trác. Ủy ban thôn đã bắt đầu tổ chức cho dân làng tăng cường phòng thủ rồi, công việc triển khai đang diễn ra thuận lợi, chẳng qua là đêm qua sau khi tôi liên lạc với đồn cảnh sát thị trấn, thì từ đó không nhận được thêm tin tức nào nữa, ngay cả tín hiệu cũng đã bị ngắt kết nối vào sáng nay rồi. Anh nhìn thấy điện thoại Băng Băng đưa cho mình xem liền thắc mắc, không có tín hiệu thật rồi, kỳ lạ, kiếp trước loại chuyện này không xảy ra. Cô lại tiếp tục nói, điều này rất không bình thường, tôi lo lắng tắc nghẽn tin tức sẽ làm chúng ta bỏ lỡ thời cơ cứu viện. Cho nên Chu Trác, tôi muốn nhờ cậu cùng tôi đi đến thị trấn một chuyến xem có thể liên lạc với thế giới bên ngoài không. Lúc này anh bắt đầu ấp úng. Tôi ư? Cô lại lần nữa cúi đầu. Thật sự rất xin lỗi vì hôm qua vì chuyện của chúng tôi mà làm ảnh hưởng đến anh trai của cậu Chu Thư. Hôm nay còn đến tìm cậu cùng nhau mạo hiểm. Nhưng Chu Trác, cậu là cao thủ giỏi nhất mà tôi biết, cũng là người hiểu rõ những con quái vật đó nhất. Tôi nhất định phải đi thị trấn nghe ngóng tình hình. Đây là trách nhiệm cao quý của tôi, vì lý do này chuyện dù như thế nào tôi đều sẽ đi làm. Bị mọi người chán ghét chửi mắng tôi đều sẽ không phàn nàn. Hy vọng cậu có thể. Á Phương nghe cô nói một tràng dài không nhịn được mà lên tiếng. Được rồi Băng Băng, không cần phải nói nữa. Hôm qua nếu không phải là con, tên tiểu tử ngốc này cũng không thể quay về. Cô liền gật đầu, cảm ơn dì. Chuyện của Chu Thư không liên can đến con, đó là quyết định của bản thân nó. Tiểu Trác, con đi với mẹ. Băng Băng còn đợi ở đây một chút nhé. Nghe thế anh cũng rầu rĩ thắc mắc nhìn bà gọi mẹ. Bà đi đến một nơi nói, không cần phải lo lắng cho ba mẹ. Tiểu Trác, ba mẹ là chỗ dựa của con. Ba mẹ vốn là nên che mưa che gió cho con cái. Thay vì trở thành gánh nặng của con, xem biểu cảm của con, đã bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn tiểu anh lo lắng cho con sao? Cho nên tin tưởng ba mẹ một chút đi, giống như ba mẹ tin tưởng con, cũng như tin tưởng Chu Thư có thể thuận lợi quay về. Anh lúc này mỉm cười. Con biết rồi. Bà lấy ra một con dao cổ từ trong tủ truyền lại cho anh, cầm lấy. Mẹ giữ gìn con dao này rất kỹ, dùng cẩn thận chút, đừng đưa lại dao sứt mẻ cho mẹ đấy. Đi đi, làm việc các con nên làm. Bà đứng trong nhà nhìn bóng lưng con trai mà nói lớn, đều phải quay về nguyên vẹn cho mẹ nghe rõ chưa hả? Băng Băng cũng vẫy tay. Cảm ơn dì, chúng con sẽ nhanh chóng trở về. Anh cẩn thận dặn dò, về nhà đi mẹ. Mọi người tự mình cẩn thận chút. Bà ở trong nhìn ra, hề, hai đứa này có vẻ như khá ăn khớp với nhau. Lúc này bên trong hang động mù mịt tối tăm, Chu Thư ngồi dưới đất không ngừng ho lớn. Nghe thấy tiếng bước chân anh liền hỏi, ai đó? Đừng nói là Tiểu Trác đấy nhé. Không được, bây giờ vẫn không thể qua đây. Lúc này đột nhiên có một thứ chất lỏng ở dưới đất, anh thắc mắc ngửi thử thì phát hiện đây là xăng. Và rồi nơi đó lửa lớn bốc lên cháy sáng cả một bầu trời. Chiếc xe của Chu Trác bon bon chạy trên đường. Cậu thầm liếc nhìn qua Hạ Băng Băng bên cạnh rồi suy nghĩ, hóa ra thật sự có người ngũ âm không trọn vẹn. Lúc này cô đột nhiên quay sang ngượng ngùng nói với cậu, xin lỗi, tôi thích ngân nga một bài hát khi căng thẳng. Tôi cũng biết bản thân hát không hay, ha. Chu Trác không có tâm trạng gì, chỉ lơ đãng điều khiển xe, rõ ràng là sợ muốn chết, còn muốn lao lên phía trước. Chẳng qua quả thực là Hạ Băng Băng mà tôi biết. Cậu nói đến đây thì nhớ lại cô của kiếp trước cầm súng dẫn đầu cả đoàn người. Thế giới này có rất nhiều tình huống bùng phát đột ngột, không thể hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước, cho nên vẫn là dựa vào năng lực cảm ứng thây ma của cô ấy đi, tuyệt đối không thể để cô ấy có bất kỳ sai sót nào. Sau đó thì mới mở miệng gọi, Hạ Băng Băng. Cô quay sang nhìn cậu, hả? Cậu nhìn cô mỉm cười nói, sau này cô đến nhà của tôi ở đi. Băng Băng ngượng ngùng đỏ cả mặt quay sang chỗ khác, hả? Tại sao phải đến nhà của cậu chứ? Chu Trác lập tức tiếp lời nói với cô, bởi vì lòng thầm nghĩ, nếu như nói cô ấy kiếp trước đã thức tỉnh dị năng thì cô ấy chắc chắn sẽ không tin. Thôi vậy nói thật đi, bởi vì tôi cần cô, không thể để cô có chuyện gì. Băng Băng ngượng ngùng đỏ hết mặt lên, chưa kịp trả lời thì xe đã phanh gấp. Chu Trác hốt hoảng hét lên, đợi đã. Hạ Băng Băng nhìn thấy cũng giật hết cả mình, đây là gì vậy? Cả hai đi xuống xe, con đường phía trước đã hoàn toàn bị chặn rồi. Băng Băng ủ rủ nói, tình hình này không có cách đi đến thị trấn rồi. Cậu nhìn thấy mà lòng không khỏi trầm tư, ánh mắt thất thần từ từ hiện lên, kiếp trước con đường này vẫn thông suốt, xem ra là thời gian không ngừng xảy ra biến đổi, đường thị trấn không thông, vậy sau này sẽ khó để tiếp tế vật tư. Cuối cùng vẫn là phải thở dài rồi quay người đi về xe. Đi thôi, quay về thôn nghĩ cách trước đã. Băng Băng cũng chỉ có thể nghe theo anh, trước mắt chỉ có thể như vậy thôi. Trong xe Chu Trác không ngừng suy nghĩ về những việc đã xảy ra, vật tư ở trong nhà còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, không có tín hiệu, đường phố không thông, luôn có loại dự cảm không lành. Chạy xe quay về đến một đoạn đường, Chu Trác cảm thấy có gì đó không đúng ở phía trước, dùng hết sức bình sinh để có thể dừng chiếc xe lại. Dừng lại mau. Hạ Băng Băng cùng cậu xuống xe, cô ngạc nhiên, đó là cô muốn tiến lên phía trước nhưng đã bị Chu Trác ngăn lại. Đừng đi, đây là do con người làm ra. Vừa nói xong ở bên đường đã xuất hiện một tên mang theo súng nói, ha, thật sự là mày sao Chu Trác? Nhanh như vậy đã ở cùng với mỹ nữ cán bộ thôn chúng ta, thật đáng ghen tị. Thì ra hắn ta chính là Lâm Kiệt, tên khốn nạn đêm hôm qua hèn nhát mà chạy trốn. Cậu nhìn thấy hắn ta mà trong lòng tức giận, nghiến răng nghiến lợi hỏi hắn, mày muốn làm gì? Hắn ta cười khinh bỉ đáp, Làm gì, tối hôm qua mày giết chết nhiều anh em của tao như vậy, tao thân là đại ca, dù sao cũng phải thay tụi nó báo thù chứ. Nghe đến đây anh lại không có chút gì gọi là hoảng loạn, thậm chí trên mặt còn có một số biểu cảm chế nhạo. Báo thù cho anh em sao, vậy mày nên đi tiêu diệt thây ma đi. Chẳng qua chỉ bằng sự hèn nhát của mày đêm hôm qua, thật sự dám động thủ không? Lời khiêu khích của cậu đã trực tiếp khiến hắn tức giận, con mẹ mày chú trác. Lão tử bây giờ liền giết chết mày, sau đó liền giơ súng lên hướng về phía cả hai người dọa, anh trên tay cầm lấy con dao khiêu khích. Ô thử xem, hắn ta bóp cò bùng một tiếng, anh không xảy ra chuyện gì nhưng Hạ Băng Băng lại hét lên quỳ sụp xuống đất. Chu Trác quay người nhìn thấy máu trên chân cô không ngừng chảy ra thì hét lên, Lâm Kiệt, tên cặn bã nhà mày. Hắn ta nở một nụ cười khốn nạn vừa ghê tởm vừa đáng sợ, ha 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 ha, thấy đau lòng rồi sao? Vậy thì đúng rồi, đối phó với cái loại như mày thì phải ra tay từ người bên cạnh mày trước. À đúng rồi, còn một chuyện này quên nói cho mày biết, tối qua tao thấy đại ca mày bị nhiễm rồi, tao biết mày không nỡ xuống tay cho nên tao đã giúp mày một tay mà đốt sạch cả hang động rồi. Nghe đến chuyện đại ca bị hắn giết, mặt cậu đột nhiên tối sầm lại, ánh mắt trở nên vô cảm, chỉ còn lại trong đó là sự phẫn nộ. Lâm Kiệt vừa hét cậu vừa cầm theo dao phi tới chỗ hắn, muốn trực tiếp tẩn hắn cùng đám thây ma đêm hôm qua. Hạ Băng Băng nhìn thấy màn này thì hét lên ngăn cản, chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì đó. Chu Trác, đừng mà, tên Lâm Kiệt ở bên này thì đang tự đắc, đồ ngu, chỉ đợi mày xông lên thôi. Cánh tay cầm súng đó lại giơ lên lần nữa, vừa định bóp cò thì bên cạnh hắn ta đã xuất hiện một con sói đen, cao hơn hắn gấp mấy lần, vừa to vừa lớn. Sói đen trực tiếp vồ đến gặm lấy cánh tay đó, hắn ta bị cắn đứt cánh tay thì máu bắt đầu chảy ra be bét, ngồi trên mặt đất mà không ngừng kêu la thảm thiết. Chu Trác thấy con sói này cũng là hoảng sợ hét lên, đây là sói thây ma cấp 3 ư? Bên này Châu Anh ở nhà đứng trên sân thượng nhìn ra bên ngoài, anh hai và chị Băng Băng chậm quá, sao vẫn chưa quay về vậy? Bên ngoài thì chú Ngưu và Hoàng Đào đang gọi, Chu Trác có nhà không? Chu Trác. Châu Anh thấy hai người họ thì thắc mắc, Hoàng đại ca và chú Ngưu sao? Nhìn thấy như vậy cô lập tức hét lên nói, anh hai con đi ra ngoài rồi. Đây là xảy ra chuyện gì vậy ạ? Hoàng Đào chỉ về hướng ngọn núi, em nhìn về ngọn núi bên kia đi. Châu Anh nhìn qua thì chẳng thấy gì. Đây là gì vậy? Do mắt nhìn không được rõ nên cô quyết định lấy điện thoại ra phóng to lên xem, vừa nhìn thấy rồi thì mắt cũng đã trợn trắng muốn rớt ra ngoài. Lâm Kiệt ở phía bên này bị sói đen cắn mất tay rồi thì chỉ có thể nằm ở dưới mặt đất cùng vũng máu lớn, con mẹ nó ông đây là chết rồi sao? Cơ mà Chu Trác, lần này tụi mày cũng không sống được đâu. Nghe thế cậu cũng không nói gì, chỉ lấy đà chạy đến bay lên chém cho sói đen một nhát khiến nó khuỵu xuống. May mà bây giờ mới chỉ là hoàng hôn nên lực chiến đấu của sói thây ma vẫn chưa mạnh, nếu như đến buổi tối, mình và Hạ Băng Băng chắc chắn phải chết, nhất định phải giết chết nó trước khi mặt trời lặn. Tiếng gầm gừ vang lên, Chu Trác hoảng hốt quay đầu, vẫn còn thây ma sao? Không đúng, là làn sóng xác chết, đám zombie kia ồ ạt chạy ra, bọn chúng xuất hiện rất nhiều rất nhiều, cậu thắc mắc tại sao vậy? Không phải đầu nguồn của làn sóng xác chết là bí thư thôn đã chết rồi sao? Tại sao làn sóng xác chết vẫn đến đây? Lẽ nào nói đầu nguồn không phải là bí thư thôn? Nhìn thấy một con vật bay ngang qua, cậu liền chợt nhận ra là con dơi ư? Lúc này thì sói đen đã đứng dậy và tiến đến kế bên cậu rồi, nó tấn công khiến rất nhiều đất đá văng khắp nơi. Chu Trác dính số đất đá đó mà nhăn mặt, nhanh quá, rõ ràng nó đã bị thương rồi cơ mà. Nhìn xuống bụng nó lại có điều khiến cậu còn phải bất ngờ hơn. Vết thương có khả năng tự phục hồi ư? Nó há cái miệng to lớn của mình ra muốn biến cậu thành bữa ăn xế của nó. Ở bên này hang động bị cháy rụi khiến đất đá đổ xuống lấp kính cửa hang. Đùng một tiếng, tất cả số đất đá lúc này đã văng tung tóe khắp nơi. Chu Thư lần nữa xuất hiện, cả người đều phát ra nguồn năng lượng mạnh mẽ. Bên này Chu Trác bị con sói đó ngậm vào miệng nửa thân trên, Hạ Băng Băng sợ hãi hét lên, không, đừng mà Chu Trác. Cậu ở bên trong miệng nó bắt đầu từ từ cảm nhận. Đây là loại cảm giác này, cậu bắt đầu phát ra một nguồn năng lượng cực lớn, rút trong người ra con dao mà mẹ đưa, lại khiến cho con sói văng ra xa, máu me văng tung tóe khắp nơi. Băng Băng thất thần ngồi ở đó gọi hai chữ Chu Trác. Cậu lần nữa xuất hiện ở trước mắt cô nói, tôi đây. Hạ Băng Băng thở dài cúi mặt xuống đất, cậu không sao thì tốt, tuy rằng cậu có chút lợi hại quá đáng, nhưng sao tôi một chút cũng không bất ngờ nhỉ? Cô thầm nghĩ, là trong tiềm thức mình cho rằng Chu Trác có thể giải quyết tất cả phiền phức sao? Bên này cậu giơ bàn tay lên nói, mặc dù không biết tại sao đột nhiên sức mạnh tăng vọt, nhưng trong đầu cậu căn bản đã suy nghĩ đến kết quả, đây là dị năng của mình đã thức tỉnh rồi sao? Nhưng mà từ kiếp trước chưa bao giờ nghe nói không cần dựa vào tinh hạch cũng có thể thức tỉnh dị năng, nhưng mà bây giờ không phải là lúc nói chuyện phiếm. Sau khi tỉnh táo lại, Chu Trác nhanh chóng nói với cô, bây giờ không phải là lúc nói chuyện phiếm, phải chuẩn bị chạy rồi. Cô lập tức đứng dậy thắc mắc, cái gì? Cậu giải thích với cô, nơi này đã bị thây ma bao vây rồi, chân cô cũng bị thương, để tôi cổng cô chạy, chút nữa nhớ bám chặt tôi đấy, trên đường sẽ có chút lắc lư. Băng Băng khó khăn đứng lên nhăn mặt nói được. Chu Trác cổng cô trên lưng, Băng Băng dùng lực ôm chặt lấy anh, băng qua rất nhiều nơi thì có thể thấy thôn làng rồi. Vừa tiếp đất anh đã tặc lưỡi, chậc, số lượng vẫn còn nhiều quá, cho dù mình có thể giết tất cả bọn chúng, cũng không thể bảo đảm Hạ Băng Băng sẽ không bị thương. Lúc này một chiếc xe chạy đến, mang theo cả một dàn số thuốc nổ bùng bùng bốc cháy. Thì ra là Châu lão nhị và Châu Anh, tiểu Trác ba đến rồi nè, nhóc con ngồi phía sau cũng giơ tay ra, còn có em nữa đấy nhé. È hề hề hề. Chu lão nhị ngồi trong xe, pháo thủ nghe lệnh, tam mai Chu thị bom hỏa long. Chu Anh nghe thấy thì ném những chai thủy tinh đã được bịt kín miệng ra bên ngoài nói, Tuân lệnh ạ, ô dê thê ma thối, mấy con zombie bị đốt cháy vẫn còn chạy theo phía sau. Ông cho thêm một thùng thuốc nổ bay vào chỗ bọn chúng dùng điếu thuốc đang hút để kích nổ, tặng tụi bay một món quà lớn. Tiếng động vang lớn, Chu Anh ở trong xe mà phấn khích. Ô hô, cái này cũng thú vị quá rồi đó. Chu Trác thì bất lực ngồi ở một bên, còn Hạ Băng Băng chỉ có thể ngồi phía sau cười gượng. Sau đó cậu nhớ đến gì đó, nhìn xuống dưới. Mình nhớ dưới ghế tựa có hòm thuốc, rồi bắt đầu vừa lẩm bẩm vừa tìm kiếm, băng gạc, vải băng, cồn iốt. Cuối cùng thì cũng tìm ra, có rồi, nhìn thấy nó Chu Anh giật lấy, đưa nó cho em, chân của con gái là thứ anh có thể tùy tiện sờ sao? Trừ phi hai người có quan hệ đặc thù mà em không biết. Vừa nói nhóc con vừa cười nham hiểm. Chu Trác không chấp trẻ con, chỉ nói, tiểu nha đầu này xem nhiều phim quá rồi. Sau đó anh quay lên nhìn Chu lão nhị hỏi, à, tình hình ở nhà sao rồi? Chu Anh ở phía sau thì nói chuyện nhiệt tình, chị Băng Băng chân của chị rất đàn hồi nha. Cô ngại ngùng lại còn ấp úng nói, tiểu anh đừng nói lung tung nữa. Ba của Chu Trác cũng vui vẻ đáp lại, yên tâm đi, những thây ma đó vẫn chưa vào gần thôn. Sau đó cậu lại nhìn lên phía trên ghế phụ hỏi, con nói này ba, những thuốc nổ này đều là do ba làm sao? Long thầm cảm thán lại có thể dám hút thuốc bên cạnh đóng thuốc nổ. Chu lão nhị gật đầu, nhớ lại thời còn trai trẻ chiến đấu anh dũng như nào. Đương nhiên rồi, khi còn trẻ ba đối với thuốc nổ đặc biệt si mê, ngày ngày nghiên cứu thuốc nổ, sau đó vào khu mỏ, rồi trở thành chuyên gia nổ mìn trong đội. Đáng tiếc sau khi mỏ trên núi cạn kiệt, ba không còn thuốc nổ để chơi nữa, định phá mấy quả pháo cho vui cũng bị mẹ con quản, hay ra. Nghe đến đây cậu vui vẻ hớn hở ngước lên nhìn ông, cho nên vụ nổ trong nhà bếp năm ngoái là do ba làm à? Ông nghe xong cũng sượng chân, mất một lúc mới có thể trả lời. Hả? Đương nhiên không phải rồi, làm sao có thể chứ? Chu Trác nhìn thấy ông như vậy thì nhắc nhở. Ba cậu toàn thân khắp người đều run rẩy, ông lập tức nhắc nhở, đừng nói cho mẹ con biết. Vừa về đến nhà tất cả mọi người xuống xe định đi vào thì nghe thấy âm thanh hét lớn thảm thiết trong nhà. Chu lão nhị đến đập cửa mà bất lực nói, chết tiệt, cửa bị khóa trái rồi, không vào được, ba không có đem chìa khóa. Chu Trác không nói nhiều, chỉ bay đến dùng chân đạp văng cánh cửa. Sự xuất hiện của hai người bên trong khiến mọi người vội vã trốn đi. Á Phương đang tóm cổ con zombie giữa không trung nói, hừ, hóa ra là chị à, chị Trương thôn kế bên, lâu rồi không gặp. Cậu đứng ở bên ngoài mà bất lực nhìn bà gọi một tiếng mẹ. Á Phương tay cầm lấy cái chảo tiếp tục nói, chị đột nhiên chui ra còn làm tôi sợ hãi, chị cho rằng biến thành bộ dạng này thì không cần trả tiền sao? Càng nói mặt bà càng đằng đằng sát khí. Ngay khi vừa nói xong mẹ cậu đã tẩn con zombie, khiến mọi người đều ngơ ngác cả ra, thậm chí là vừa đánh vừa mắng nữa. Lần trước chơi bài chị còn nợ tôi 500 đó, con trai nhà chị vào đại học tôi cho 600, con trai cả nhà tôi vào đại học chị một hào cũng không bỏ ra, còn phàn nàn về gia đình chúng tôi ở khắp nơi. Muốn ăn đòn sao? Chu Trác đứng ở bên ngoài hỏi Chu lão nhị, mẹ từ khi nào trở nên có khả năng đánh nhau như vậy? Ông không vội vã mà lấy điếu thuốc trong túi ra châm lên hút, luôn có thể đánh mà, khi còn trẻ mẹ là thủ lĩnh băng đảng 10 dặm 8 chấn, nếu muốn đánh nhau, tùy tiện vài người cũng không thể lại gần đâu. Nhưng sau khi quen ba cũng đã tém đi rất nhiều, hồi đó mẹ con còn ép ba lấy bà ấy nữa đấy. Nói chưa kịp dứt câu để hãnh diện thì một chiếc chảo đã bay ra ngoài lao thẳng vào đầu ông, không biết xấu hổ, hồi đó rõ ràng là ông dựa vào tôi, còn con, Chu Trác tại sao con lại làm hỏng cửa lớn hả? Xem mẹ lát nữa xử lý con thế nào. Cậu nhìn thấy ba bị như vậy xong mẹ còn kêu tên mình thì sợ hãi cầu xin, vãi, mẹ nghe con giải thích. Hạ Băng Băng lúc này xuất hiện ở ngay bên cạnh anh nói, đỡ, dì tạ, dì cũng đừng trách Chu Trác, cậu ấy vừa nãy cũng là lo lắng cho dì thôi. Bà nghe thấy giọng nói thì quay sang, ái chà, Băng Băng cũng ở đây sao? Rồi tự hào đứng dậy miệng cười nói, còn tay thì ném zombie sang một bên, vừa nãy dì chỉ nói đùa thôi, đừng xem là thật ha ha, dì của con rất giỏi ăn nói. Bên này rất nhiều thây ma đã bắt đầu trèo trên bức tường cao để vào nhà, nhưng đã bị Hoàng Đào dùng gậy đánh xuống rồi hét lên, đừng nói chuyện nữa, thây ma càng ngày càng nhiều, rất nhiều đã vào thôn rồi. Chú Ngưu cũng đang đứng lên nhìn ngó xung quanh, phía tây có một nhóm đang tiến về phía chúng ta. Chu Trác ánh mắt rực lửa, tay cầm lấy con dao bên hông, giết. Đợt sóng thây ma bùng phát ở kiếp trước quá đột ngột, người nhà đều không phòng bị cho nên tất cả đều gặp nạn, bây giờ cả nhà đã sẵn sàng chiến đấu, sẽ không cho lũ thây ma bất kỳ cơ hội nào. Mà bây giờ mình cũng không phải chiến đấu một mình nữa, mình có sự ủng hộ của gia đình, mẹ cậu cũng có võ công thâm hậu. Cầm lấy gậy mà bắt đầu chiến đấu, bên này Chu lão nhị cùng Chu Anh cầm lấy thuốc nổ cho nổ số zombie đang chạy ra. Làng sóng thây ma lần này chúng ta nhất định sẽ an toàn vượt qua. Số thây ma kia đột nhiên lùi lại, Chu Anh mừng rỡ hét lên, xem kìa, lũ thây ma này sợ rồi. Chu Trác lúc này cũng là có chút khó hiểu, không đúng, thây ma sẽ không bao giờ cảm thấy sợ hãi, bọn chúng mang theo thang và gậy đến để tiếp tục đánh với gia đình Chu lão nhị. Ông hoảng hốt hét lên, không phải chứ, thây ma còn biết bắt trước, bọn chúng đây là muốn đánh hội đồng sao? Cậu nhìn qua một lượt rồi nói, những thây ma này rõ ràng là bị người khác kiểm soát. Phía xa xa bên kia có một tên zombie biến dị nữa người nữa sói đang nhìn họ, cậu nhìn thấy hắn ta thì nói to, là Lâm Kiệt ư? Đám zombie mỗi lúc một nhiều. Chu lão nhị đứng ở phía trên miệng còn đang ngậm điếu thuốc nói, đáng chết, tại sao tất cả đều hướng về nhà của chúng ta vậy? Nha đầu đưa thuốc nổ. Chu Anh quay sang báo cáo với ông, đã dùng hết rồi ạ. Hoàng Đào và chú Ngưu bên này nhìn qua chỗ khác cũng giật mình hét lên, Chu Trác, có mấy con đang từ bên đó mò qua đây rồi. Cậu đứng ở trên nhìn một lượt hết số zombie, rồi quay xuống nhìn Hạ Băng Băng đang cố gắng chiến đấu ở dưới. cũng không khỏi bất ngờ vì hành động này của bọn chúng. Dương Đông kích Tây ư? Những thây ma này lại có thể chơi chiến thuật à? Sau khi quan sát kỹ lưỡng, cậu nhanh chóng chạy đi. Ba mẹ mọi người ở trong sân phòng thủ đi, cái khác để con giải quyết. Bản thân cậu cầm theo con dao, ánh mắt không ngừng phát ra những luồng sát khí lớn mạnh. Chu lão nhị không an tâm về con trai hét lên, "Chu Trác!" Cậu đi ra bên ngoài, cả người đều toát lên luồng sức mạnh. Ha ha ha, quả nhiên là huyết khí hộ thể vạn quân đột phá. Sau đó chính là một cái vung tay, chém các thây ma ở trước mặt thành các mảnh vụn không nguyên vẹn nữa. Lần này cậu chính là kích hoạt dị năng huyết phù đồ. Kiếp trước đã từng trải qua một lần, tư lệnh của quân đội Thử Quang, một trong số dị năng giả mạnh nhất, hình như chính là dị năng này. Chỉ là vì sao huyết phù đồ của mình yếu hơn nhiều thế nhờ, mà thôi bỏ đi, chỉ cần mình có thể có sức mạnh, có khả năng bảo vệ người nhà thì những cái khác đều không quan trọng. Những thây ma này không có gì phải sợ cả, chìa khóa là người kiểm soát bọn chúng, muốn bắt được giặc thì phải bắt vua của giặc trước. Hừ, còn tưởng rằng loại thây ma bình thường này có thể cản trở mình sao? Ở bên này Hạ Băng Băng đang lơ đãng thì có một con zombie nhân cơ hội đó từ phía sau cô tiến đến. Á Phương nhanh tay dùng gậy đánh nó văng sang chỗ khác. Không sao chứ tiểu Hạ, có bị thương không? Cô thở hổn hển quay sang nhìn bà. Di Tạ, con không sao. Chu Trác đầu, con thấy cậu ấy vừa mới nhảy xuống. Chu Anh bên này nghe cô hỏi thì nhanh nhẹn giơ tay lên. Em biết, em đã thấy anh hai hạ gục tất cả lũ thây ma đó như siêu nhân vậy. Hề, yên tâm đi, anh ấy nhất định sẽ không xảy ra chuyện đâu. Nhóc con vừa tự hào nói xong thì đằng sau lưng đùng một tiếng bức tường vỡ vụn, trong đống hỗn độn đó còn mang theo cả Chu Trác. Cô hét lên anh hai, cậu sợ hãi hét lên ngăn cản. Đừng qua đây, mau chạy đi. Trước mặt cậu bây giờ đó chính là một con gấu đen khổng lồ với hai mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Nó gào một tiếng, cậu bất lực từ từ đứng lên. Không được, tuyệt đối không thể để bọn họ xảy ra chuyện nữa. Chu Trác nhớ lại gia đình 5 người bọn họ, có ba mẹ, đại ca, Chu Anh và bản thân, rồi nhớ lại cảnh tượng kiếp trước đã từng trải qua. Cậu không muốn nó lặp lại một lần nữa. Toàn thân Chu Trác lần nữa tràn đầy sức mạnh, mạnh hơn nữa. Chu lão nhị, Chu Anh cùng Á Phương ở bên này lo lắng lần lượt hét lên, "Tiểu Trác, anh hai." Hạ Băng Băng cũng sợ nhưng không biết nên làm như thế nào. Lúc này cậu lao đến dùng hết sức lực muốn diệt trừ nó, nhưng một giọng nói đã vang đến, "Nè, ta nói thẳng nhóc, em tại sao đột nhiên có thể trở nên mạnh hơn trước chứ? Hóa ra em cũng biết dùng loại sức mạnh này à?" Chu Thư xuất hiện trước mặt cậu, dùng một tay chặn con gấu to lớn đó lại. "Xin lỗi tiểu Trác, anh đến muộn rồi." Chu Trác nhìn thấy anh thì như bắt được vàng, mừng rỡ hét lớn, "Đại ca." Chu Thư nói tiếp, "Anh ở sau sơn hoa mất chút thời gian để quen với loại sức mạnh này. Tiểu Trác, em nhìn kỹ đây, loại sức mạnh này là sử dụng như thế này." Rồi sau đó dùng một tay quăng con gấu to lớn kia ra xa. Anh ta làm xong thì cẩn thận nhìn một chút, "Ừ, không chết sao, da của con chuột hamster khổng lồ này cũng dày phết đấy." Sau đó anh quay lại nhìn cậu, "Ở đây giao cho anh, đi làm việc em nên làm đi." Chu Trác nở một nụ cười mãn nguyện nói được. Chu Trác đứng trên tòa nhà cao tầng phía đối diện, trước mặt là tên Lâm Kiệt, lòng không ngừng suy nghĩ về mọi thứ. Đã từng có vô số buổi tối làm mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, đều sẽ căm ghét cái thế giới địa ngục này cùng với sự bất lực của bản thân. Cuộc sống này của mình nếu đã đạt được sức mạnh để tiêu diệt tất cả các mối đe dọa. Ngẫm xong tất cả, cậu quyết định nói vào thẳng vấn đề, "Lâm Kiệt, mày lại có thể còn sống?" Hắn ta cười khẩy, lộ lên gương mặt nửa người nửa sói ghê rợn, "Không, Lâm Kiệt đó vốn dĩ đã thực sự chết rồi, bây giờ là tao hoàn toàn mới, tao đã thoát khỏi sự khống chế thể xác của nhân loại cấp thấp này, nhìn xem, một nửa là thây ma, một nửa là nhân loại, trong khi vẫn có ý thức độc lập, lại có thể khống chế đống tang thi, đây mới là vương trong mặt thế, kể ra thì nhờ có mày đó Chu Trác. Đem con sói tang thi đó chặt thành từng khúc, đem tinh hạch sẵn có tặng đến bên miệng tao, tao đúng là có nghĩ một chút về việc làm sao báo đáp mày, sau cùng tao quyết định đem." Hắn ta vẫn còn đang đắc ý thì Chu Trác đã một dao chém đến, hắn hét lên, "Mày!" Cậu ngước đôi mắt rực lửa của bản thân lên đáp, "Vẫn là loại người nói quá nhiều như vậy, như mày mà còn muốn trở thành vương sao?" Lâm Kiệt bị chém ngã xuống mặt đất rồi nằm bất động ở đó. Cậu quay đi thở phào một hơi, áp lực bên đó của anh cả hẳn là đã nhỏ đi một chút. Sau khi làn sóng xác chết này kết thúc, đột nhiên tiếng cười lại lần nữa vang lên, hề, quả nhiên mà Chu Trác, dao của mày không chém chết được tao. Cậu xoay người lại nhìn thấy liền ngơ ra, hắn ta đã thừa hưởng năng lực tái sinh của những con sói tang thi. Lâm Kiệt vù một cái tiến đến bên cạnh cậu, "Chúng ta là đồng loại Chu Trác, đây là thời đại của chúng ta, quy thuận tao đi, tang thi sẽ là quân của chúng ta, máu thịt sẽ là thành quả to lớn của chúng ta, nhân loại sẽ là gia súc của chúng ta. Vì lý do này tao đã đặc biệt triệu tập đống tang thi này để giúp mày quét sạch đám huyết thống bậc thấp bên cạnh, thế nào? Quả đáp lễ của tao mày có thích không?" Số zombie trong làng sống xác sống này ngày một nhiều. Lão Ngưu hét lên, "Lão Chu, bên này sắp không chống đỡ được rồi." Chu lão nhị cũng gắng gượng hết sức nói với ông, "Kiên trì thêm một chút, Chu Thư và tiểu Trác tụi nó sẽ nhanh chóng giải quyết thôi." Bên này Chu Thư đánh với con gấu đen đó thầm cảm thán, "Hay thật là khó đánh bại mà, cái tên Trác Nịch này, dùng nó để chắn lỗ hổng trước." Chu lão nhị nhìn sang anh hỏi, "Tiểu Thư, tiểu Trác bên đó thế nào rồi?" Anh nhìn ra ngoài thấy làng sống zombie vẫn còn, thầm suy nghĩ, "Thây ma còn rất nhiều, mình cần phải ở lại trong này phòng thủ." Sau đó miệng nở ra một nụ cười đầy tự tin, "Yên tâm, tiềm năng của tiểu Trác trên cả con, em ấy có thể giải quyết được." Bên này Chu Trác bị đánh văng ra xa, bất lực ho mấy tiếng. Tên Lâm Kiệt đó thì chính thức hóa thành người sói ở một bên cười nhạo, "Chậc, Thật là làm tao thất vọng đó Chu Trác, mày chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Nhưng mà đầu hàng tao sẽ đặc xá cho mày, cậu không bỏ cuộc. Trong lúc hắn đang luyên thuyên thì bản thân đã cầm dao lên muốn chém hắn một nhát. Hắn nói, tội vung dao về phía Vương, chưa nói được câu tiếp theo thì Chu Trác đã đứng lên đáp trả. Người giao du với xúc sinh, càng huống hồ, xúc sinh mày lại có thể dám cắn về phía người nhà tao, điều duy nhất tao phải làm chính là giết chết mày Lâm Kiệt. Hắn ta lại tiếp tục chế nhạo cậu mà vết thương trên người cũng đang từ từ lành lại. Vậy sao? Không tệ đấy Chu Trác, nhưng mà vậy thì tao chỉ đành tuyên án mày tội chết thôi. Lâm Kiệt đứng dậy đấm về phía cậu, tốc độ thay đổi nhanh quá, không chỉ tốc độ còn có sức mạnh. Chu Trác nhìn xuống cánh tay của bản thân suy nghĩ, máu tinh lực hộ thể của huyết tổ lại không cản được nó sao? Hắn ta nhìn vào bàn tay của bản thân rồi nói với cậu, không tệ đấy Chu Trác, có thể né một đòn toàn lực của tao. Tao còn cho rằng vừa nãy một phút đó có thể nhìn thấy màu sắc ruột của mày. Cậu cầm lấy con dao trên tay mà bất an, thể lực hạ xuống nhanh quá. Tình trạng huyết tổ sắp không duy trì nổi nữa rồi, đòn tiếp theo sẽ quyết định thắng thua. Lâm Kiệt không biết từ khi nào đã đứng trước mặt cậu rồi, chậc, lừa mày đó. Tao cũng không biết một đòn toàn lực của bản thân có bao nhiêu sức mạnh đâu. Chu Trác lấy trong tay áo ra một bình thuốc nổ ném về phía hắn, hắn ta cười khinh bỉ, đốt lửa bình nung ư? Một chút lửa như vậy cũng muốn thiêu chết tao sao? Lửa vụt tắt, hắn ta nhìn qua một lượt rồi hỏi, trốn rồi sao? Tên Chu Trác đó lại có thể bỏ chạy rồi. Sau đó là một tràng cười sảng khoái của hắn, ha ha ha, mùi máu tươi trên người mày nồng nặc như vậy, lại còn mơ mộng hão huyền có thể chạy trốn, đợi bị tao bắt được sau đó sẽ hành hạ chết mày. Chu Trác bên này ngồi ở cửa hàng tiện lợi băng bó vết thương thở hì hục, xem ra máu đã ngừng chảy rồi, cầm dao trên tay mà cảm thán, không ngờ năng lực của huyết tổ còn có thể dùng để trị liệu, nhưng thể lực cũng không còn bao nhiêu, chỉ có một cơ hội để ra tay mà thôi. Tên Lâm Kiệt cũng đã lần theo mùi máu tươi mà tìm đến nơi. Ha ha ha, chạm xăng sao? Xem ra sở thích chọn quan tài của mày không được tốt cho lắm đó Chu Trác. Hắn ta đi đến một chiếc xe hơi cào móng vuốt sói của mình lên đó, khiến từng đường chày xước đều bắt đầu hiện ra. Mày có biết tại sao đàn sói luôn đi săn ngay cả khi không thiếu thức ăn không? Vì bọn chúng muốn cảm nhận nỗi sợ hãi, sự bất lực và tuyệt vọng của con mồi. Sau khi cạn kiệt sức lực, tìm kiếm sự sống trong cái chết, chợt nhận ra rằng tất cả những điều này đều vô dụng. Nói đến đây tay hắn hất lên làm chiếc ô tô văng xa mấy chục mét. Những điều này đều là thú vui vô thượng đấy. Bên dưới chiếc ô tô đó chính là một hàng máu đỏ tươi kéo dài đến cửa hàng tiện lợi. Để tao xem, xăng này, bẫy này, bom xăng này. Mày nghĩ tao sẽ lần theo vết máu vào cửa hàng tiện lợi ư, rồi bước vào bẫy à? Trên thực tế, nơi có mùi máu tanh nồng đậm nhất là ở đây. Hắn ta giơ cánh tay cao dài lên trên đánh bay tấm biển hiệu, thứ văng ra ngoài lúc này không phải là Chu Trác mà chỉ là một chiếc áo khoác anh đã mặc. Lâm Kiệt ngơ ngác nhìn vào hỏi, cái lề gì thốn, đó là áo khoác à? Chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cậu đã từ đằng sau tấm áo khoác lớn bay đến ném một thứ gì đó vào mặt Lâm Kiệt, hắn ta đau đớn gục xuống ôm lấy mặt. Hừ, a, đau quá. Mày đã làm gì Chu Trác? Cậu bình tĩnh đứng ở trước mặt hắn nói, đây là muối đấy, bộ mày không ngửi thấy sao? Quên mất bây giờ mày đã không thể nhìn thấy hay ngửi thấy bất cứ thứ gì nữa rồi cơ mà. Năng lực của tang thi dị biến được tăng cường ở trên người mày và mày cũng thừa hưởng những điểm yếu của nó. Trong mũi sói có hơn 200 triệu tế bào, có thể phân biệt được 2 triệu mùi khác nhau và dây thần kinh khứu giác phong phú, cũng đồng nghĩa với việc nó không thể chịu được những thứ kích thích chạm vào mũi. Điều này đối với mày mà nói sẽ càng đau đớn gấp bội thôi. Người bình thường thường có xu hướng buông lỏng cảnh giác. Sau khi họ nghĩ rằng mình đã nhìn thấu cái bẫy, người tự xưng mình là vua cũng chẳng khác biệt là bao đâu Lâm Kiệt. Hắn ta một tay ôm lấy mặt còn một tay đánh loạn khắp nơi. Chu Trác, tao phải giết chết mày, bởi vì không nhìn thấy đường nên tất cả đều chỉ là đánh loạn khắp nơi. Cậu nhẹ nhàng né được tất cả đáp, mày sẽ không còn cơ hội đó nữa đâu. Nhìn xuống cánh tay bị thương băng bó khắp nơi của mình, cậu suy nghĩ, ngẫm lại anh cả đã làm như thế nào, đem huyết khí của huyết tổ tụ lại một chỗ, tập trung ở trên tay, xuống đi. Chu Trác dứt khoát lấy đà bay lên cao, cầm dao chém mạnh xuống chỗ Lâm Kiệt, không ngờ là nó không thể cắt đứt mày ra, quái vật nhà mày đúng là châu bò thật đấy. Mặc dù bị chém đứt lìa người, thứ dịch vàng cũng không ngừng chảy ra nhưng hắn vẫn khăng khăng đáp, tao là vua, tao sẽ không chết. Đây là cái gì vậy? Chu Trác giải thích cho hắn lần cuối cũng coi như là ân huệ, ngọn lửa của bình xăng nhỏ chẳng giúp ích được gì cả. Thế nên tao đã nghĩ mình hãy thử cả một bể chứa dầu ngầm dưới lòng đất của trạm xăng, không biết có thể khiến cho mày trầu trời không nhỉ? Hắn ta gục ngã hét lên không. Cậu bên này quăng bình xăng nhỏ đến tiếp tục nói, tao đang giúp mày chọn quan tài đấy, vĩnh biệt nha Lâm Kiệt. Bên này Chu lão nhị vẫn đang không ngừng chống đỡ. Chu Thư xuất hiện trước mặt ông giúp đỡ hỏi, ba bên phía mọi người không sao chứ? Ông quay sang nhìn thấy ngọn khói lớn ùn ùn bốc ra thì thắc mắc, kia là gì? Trời đã sáng rồi sao? Chu Anh nhìn thấy thì hét lên với ông, mau nhìn kìa, đám thây ma đang dần dần rút lui, làng sống zombie lui rồi. Tất cả mọi người lúc này mới có thể thở phào một hơi, đồng thanh hét lên, được an toàn rồi. Sau khi giải quyết được tất cả, Chu Trác đang nhìn ánh sáng bình minh dâng lên mà nở một nụ cười mãn nguyện. Đột nhiên phía sau có tiếng người gọi tên cậu, Chu Trác cứu tôi với. Vừa quay lưng lại mặt cậu đã ngơ ra hỏi, Lý Cầm sao? Sau khi đưa Lý Cầm về nhà, Chu Anh không ngừng trách mắng anh có phải là một tên biến thái không? Sao anh lại có thể cởi quần áo của con gái ở giữa đường chứ? Chu Trác đứng trước mặt cô giải thích, anh muốn kiểm tra xem Lý Cầm đã bị cắn chưa, tùy tiện mang những người sống sót vẫn bình thường về nhà thì nguy hiểm quá lớn, bởi vì loại tình huống này mà có vô số đoàn bị diệt, nhất định phải cẩn thận một chút. Chu Anh đương nhiên không đồng ý, lại hét lên. Điều đó cũng không thể, chưa kịp nói xong thì cậu đã nói tiếp, và anh cũng không mặc quần áo vào thời điểm đó. Nên đó là công bằng, cô chỉ có thể thở dài đáp, đó không phải là càng khiến cho anh trở nên giống biến thái sao, này cũng may lúc ấy là em phát hiện trước. Để cho anh dừng tay, bằng không bị chị Băng Băng nhìn thấy thì hỏng bét rồi. Chu Trác thắc mắc ngước lên nhìn cô. Bị cô ấy nhìn thấy thì có vấn đề gì à? Băng Băng đúng lúc này cũng từ trong phòng đi ra ngoài. Lý Cầm, cô ấy không sao, tôi đã kiểm tra qua rồi. Phòng trừng rối loạn tinh thần có thể là do rượu làm tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi thêm một chút nữa là có thể tỉnh lại. Nhìn thấy cả hai đều không nói gì, cô thắc mắc, có chuyện gì vậy? Chu Anh ho khang vài tiếng sau đó nói, không có gì đâu Băng Băng tỷ, không sao đâu. Cậu cũng cười gượng gạo quay sang nhìn cô, dù sao cũng làm phiền cậu rồi. Băng Băng có chút đỏ mặt nói với anh, không, tôi không làm gì cả, mọi người đây là vất vả rồi, giải quyết mọi chuyện xong xuôi. Chú Ngưu, Hoàng Đào cùng Hạ Băng Băng quay về, anh Đào cũng không quên giơ tay nói lớn chào tạm biệt bọn họ. Chu Trác, chúng ta sẽ đi trước nhé, thừa dịp ban ngày ít nguy hiểm, chúng ta đi thôn xem có người sống sót hay không, dù sao đây cũng là nhiệm vụ của ủy ban thôn chúng ta. Tôi hy vọng tất cả mọi người có thể được an toàn. Chu Trác lúc này mới ngẩng cao đầu hét lớn, Hạ Băng Băng, cậu không cần tự trách mình. Làng sống zombie không phải phòng ngừa trước là có thể ngăn cản được. Với khả năng của chúng ta không thể cứu tất cả mọi người. Quan trọng nhất là chúng ta phải tiếp tục sống. Nghe được những lời an ủi này, cô nhẹ nhàng mỉm cười một tiếng. Chu Thư bên này đang loay hoay sửa chiếc xe, mà cũng không quên nhìn ra bên ngoài khen ngợi em trai. Không tệ nha, tên nhóc nhà em cuối cùng cũng có chút tiến bộ rồi. Chu Trác gật gật đầu nhìn bọn họ rời đi nói. Đúng vậy, kết quả lần này cuối cùng cũng không giống. Anh ở bên kia nghe chẳng hiểu gì liền thắc mắc. Em đang nói về cái gì vậy? Ta nói EQ của em có phải là... Mà thôi quên đi, không nói cái này nữa. Đi thôi, hai chúng ta phụ trách xử lý số thi thể tang thi này. Cậu mở cửa xe ngồi vào trong đáp vâng. Ở ngọn núi đó ngọn lửa bốc lên, anh hỏi, đây là đợt cuối cùng rồi nhỉ? Chu Trác liền đáp, đúng vậy, những tang thi dị biến này phải được đốt cháy để xử lý, nếu không động vật ăn vào cũng có thể tạo ra dị biến. Chu Thư đưa tay gãy gãy đầu, ngáp ngắn ngáp dài nói, lần này có thể về nhà ngủ ngon rồi nhỉ? Tiểu Trác, sau khi em lái xe về nhớ đến trạm xăng để rửa xe nhé, bằng không chiếc xe này sau này sẽ không thể dùng được nữa. Nghe đến hai từ trạm xăng, cậu có chút chột dạ, mà phải đưa tay lên gãi gãi vài cái chạm xăng đó. Chưa nói ra thì đã phát hiện có gì đó không đúng. Cậu hỏi, không đúng, tại sao em lại phải sửa xe chứ? Chu Thư cười nhẹ nhàng tình cảm đáp, vì anh là anh trai này chứ sao. Sao nào, không phục hả? Cậu liền nói với anh, quy tắc cũ. Anh giật mình hỏi lại, hả, bây giờ sao? Em có chắc là em có thể thắng anh không? Chu Trác cười danh mãnh nói với anh, ừ, từ khi nào mà em lại sợ chơi bắt quỷ chứ? Giải thích một chút về trò chơi bắt quỷ này của hai anh em nhà họ Chu cho mọi người. Người bắt quỷ sẽ đứng tại chỗ đến 10 giây. U Linh thì sẽ nhân cơ hội chạy trốn, chỉ cần trong vòng 3 phút chạm được U Linh thì chiến thắng sẽ thuộc về người bắt quỷ. Và điều duy nhất mà U Linh cần phải làm đó chính là cố hết sức để chạy. Quay lại với hai người bọn họ, Chu Thư nói, được thôi, lần này anh sẽ làm người bắt quỷ. Chu Trác gật đầu, vậy thì em là U Linh. Anh bắt đầu đếm thì cậu cũng ra sức chạy, 10, 9, 8, 10 giây kết thúc. Chu Thư đứng ở đó mà cười, cậu ngốc, ha 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 ha, cho anh chơi trò này. Có phải em quên rồi không, rằng anh cũng có chiêu này, lướt một cái anh đã đến chỗ của cậu. Cả hai tranh đuổi một lúc, Chu Trác nhảy lên chạy trên những cành cây, lúc này đột nhiên có một cành bị gãy. Cái gì? Cậu liền nhảy xuống dưới, bên này anh dùng một khúc cây lớn lao thẳng đến chỗ cậu, cậu liền dùng hai tay giữ chặt, còn muốn chạy nữa sao? Chu Trác thầm nghĩ, lực lượng lớn quá, bây giờ buộc phải giảm lực. Khúc gỗ to lớn vì bị hai người chèn ép ở hai đầu mà nổ tung vỡ vụn. Chu Thư đưa tay lên gãi gãi đầu hỏi cậu, có phải hơi quá rồi không? Tiểu Trác, em không sao chứ? Như làn bụi mịt mờ vừa biến mất thì anh đã thắc mắc, người đâu rồi? Chu Trác ngồi trên cao nhìn xuống nói với anh, đã qua 3 phút rồi, lần này là U Linh thắng. Anh liền hỏi, thằng nhóc nhà em lên đó từ khi nào vậy? Cậu từ trên cao nhảy xuống dưới tiếp đất rồi mới nói, vừa rồi khi dựa lưng vào vách đá để giảm lực ạ. Vừa lúc em đại khái hiểu được năng lực của chúng ta, anh ăn tinh hạch cho nên đạt được loại năng lực này. Tiểu Trác, em cũng ăn tinh hạch sao? Lại có thêm một tên khốn nạn không kém Lâm Kiệt, dẫm chân vào vết xe đổ của hắn mà núp sau gốc cây nghe lén bọn họ. Chu Trác gãi đầu nói, xem là vậy đi. Lòng lại thầm nghĩ, mặc dù là em đã ăn ở kiếp trước, từ cuộc tỉ thí vừa rồi năng lực của em hiệu quả chính là mượn sức mạnh. Chu Thư nghe cậu nói thì không hiểu gì liền hỏi lại, mượn sức mạnh sao? Có nghĩa là em có thể sử dụng khả năng của anh mà không phải là do năng lực của chúng ta giống nhau. Cậu đáp, có thể hiểu như vậy. Dị năng của anh gọi là huyết phù đồ. Hiệu quả của huyết phù đồ là có thể tăng cường tốc độ, lực lượng của bản thân và các thuộc tính khác, còn có một tầng huyết khí hộ thể, có thể ngăn cản đại bộ phận thương tổn vật lý. Từ tình huống vừa rồi cho thấy, em đại khái có thể phát huy 70% năng lực của anh. Anh trai nghe xong thì nhướng mày, chực vậy mà anh cũng để thua được. Chu Trác lại giải thích tiếp, không chỉ vậy, em tựa hồ có thể nắm giữ các giá trị cụ thể năng lực của anh. Chu Thư bất lực hỏi lại, cái cho má gì thế hả? Đừng nói là loại hệ thống trong tiểu thuyết trò chơi hay gì đó nhé. Chu Trác đáp, không giống nhau, đó là một cảm giác tự nhiên, em chỉ có thể định lượng nó. Để em xem, nếu giá trị năng lực trung bình của người lớn là 20 thì lực lượng và sự nhanh nhẹn của em đều là âm 90%. thể lực có thể là 95%, sau đó trí tuệ, anh ở bên này bệnh miệng cười, hả dị năng này còn có thể tăng cường chỉ số thông minh sao? Cậu lại giơ tay lên đáp, ước chừng là không, vừa rồi bộ dạng dùng lực của anh và cọc gỗ nhìn rất ngu xuẩn đấy. Anh đi đến kẹp cổ em trai mặt đầy sát khí, có tin anh đánh chết em hay không? Đúng rồi, tinh hạch của con gấu tang thi kia. Anh đặt ở trong ngăn kéo phòng em, sau này có lẽ sẽ dùng tới đấy. Chu Trác trực tiếp đáp lời. Em ngược lại hy vọng sau này vĩnh viễn không dùng tới. Anh lại nói, có chuẩn bị mới không có hoạn nạn mà, đi thôi. Anh còn đi rửa xe nữa, cậu cười đùa giỡn nói với anh, cùng nhau đi đi, em không yên tâm để cho trí tuệ bằng không đi một mình được. Anh lạnh mặt đáp lời, cút đi. Đến buổi đêm trong phòng Chu Trác, khi anh đang ngủ say thì Chu Anh xuất hiện. Thì ra người buổi trưa nghe lén hai người họ nói chuyện chính là Chu Anh, cô cầm viên tinh hạch zombie lên cũng là cười một cách khoái chí, hề 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 siêu năng lực tới tay con mẹ nó rồi. Ok, video hôm nay đến đây là kết thúc, nếu các bạn muốn xem thêm hãy ấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Nhớ bật chuông thông báo để khi ra video tiếp theo YouTube còn thông báo cho các bạn nữa. Bây giờ thì xin cảm ơn và tạm biệt các bạn.